Đoán một số cái điều kiện về cái vấn đề bệnh cái gì do bởi vì thường thường á, cái nghiệp với cái tâm nó dính dấp vô cái chuyện bệnh hoạn rất nhiều. Bị bệnh có thể vì thời tiết hay vì vật thực, nhưng mà cái cơ thể mà khi mà nó có triệu chứng thì đều rằng biết chống được nó lo. Thì chuyện đầu tiên đó, giống như chúng tôi nói anh đi bác sĩ ra để làm cho cái tâm nó bớt cái sự dao động của nó. Mà quý vị nên nhớ tâm mà khi nó dao động là phiền não nó vô nó nương. Mà phiền não vô nó nương thì chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Đó. Thành ra nếu mà trong có nhiều trường hợp mình có thể mình áp dụng được cái pháp hành để mình làm được nhiều chuyện lắm. Nhưng mà rất tiếc ở cái tuổi mà lục thập hay thất thập cổ lại Mỹ ở đây thì chắc chắn là cái chuyện mà quý vị hạ thủ công phu về pháp hành thì hầu như 90% tới 99% là không có khả năng. Thì từ nhỏ lớn mình lo đi kiếm chuyện nhiều hơn là mình đi lo tu tập. Bởi vì khi mà mình bị bệnh đó, thì phần đông là cái xác này đó nó bị xáo trộn. Thành ra cái chuyện mà cái tâm mình nếu là thiện pháp đó, thể nhất là một trong bốn cái điều kiện mà làm cái sắc nó phát sinh là cái sắc tâm đó. Ít nhất là phát sinh do cái tâm thiện thì nó sẽ giúp những cái sắc đang bị chuyện này chuyện nọ nó có thể nó điều hòa được. Quý vị học trong kinh quý vị cũng thấy lâu lâu ngay cả Đức Phật ngài không có được khỏe mạnh đó, ngài kêu ngài Ananda hoặc là ngài Chunda đó tụng kinh Thất Giác Chi hay là kinh này kinh gì đó trong nghe. Thì tại sao mình nghe kinh nó có kết quả? Cho nên do khi mình nghe thì cái tâm mình nó thanh tịnh. Và cái thanh tịnh thì nó làm cho cái sắc tâm nó là cái sắc cái phát sinh do thiện pháp. Thành ra nó sẽ điều hòa mấy cái sắc khác còn lại. Thì khi mà tứ đại nó điều hòa thì thoát được một số cái bệnh là như vậy. Thành ra trong mọi trường hợp, cái gì đừng để nặng vấn đề bệnh mà nên cố gắng tạo thiện pháp. Thì theo cái điều kiện của mình đó, mình học những cái điều gì để bố thí, học những cái điều gì cho trúng để trì giới hay này cái nọ đó, thì mình tới đó thì mình dùng cái đó mình làm để cho cái tâm mình nó có nhiều thiện pháp phát sinh, thì cái sắc nó điều hòa thì cái bệnh có thể nó không hết nhưng mà ít nhất là cũng bớt. Thì đó là những cái điều mà kinh sinh nam quyền sở nữ hoặc ngay cả chư tăng chúng tôi cũng nên làm thường xuyên. Chứ còn mày ngồi đó mình rên úi nó không có giúp được gì cả. Mà còn làm cho cái sắc tiều tụy thêm. Đó. Khi người nào bệnh mà không biết cách. Thì cái mặt mày tại sao mà giống như người bị táo bón lâu đời. Tại vì biết sao suy nghĩ lo chuyện này lo chuyện nọ. Mà khi mình suy nghĩ mình lo chuyện này chuyện nọ thì cái ác pháp nó phát sanh. Cái phiền não phát sanh. Mà cái phiền não phát sanh thì cái sắc nghiệp nó phải xấu đi. Mà khi mà nó xấu thì chắc chắn là chuyện gì sẽ tới thì mình cũng dư biết rồi. Thành ra cố gắng tạo cái sự quân bình của tâm trước. Trong mọi trường hợp, nếu có thể tạo một số cái điều kiện để cho cái thiện pháp nào chưa phát sinh có cơ hội phát sinh. Ngay cái chuyện mà cái tâm mình nó có muốn có thiện pháp dễ nhất á. Là cái lục niệm á. Lục niệm là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tí, niệm Dân này kia không xong nó. Mình ráng mình học một trong những cái đề đó cho nó ấy thì có gì thì mình cứ dùng cái đó.
thì con người mà nó thanh tịnh trở lại thì nó giúp đỡ, giúp cho các cơn bệnh mà không phải là bệnh thuộc loại cầm nghiệp tứ thiệt á, thì nó có thể giúp bớt được, hoặc là có thể nó khỏi không chừng. Nam mô Bích Thai vậy á. Dạ, sa thủ rành thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Dạ, con rất là tri ân Ngài đã giảng dạy về mình làm sao cho mình bớt cái căn bệnh. Dạ, con tri ân Ngài rất là nhiều. Và Nhật Quỳnh xin hỏi đạo tràng, hôm nay Nhật Quỳnh nghe âm thanh của Ngài Liệu Tâm hơi bị nhỏ phải không quý vị? Quý vị có nghe như Nhật Quỳnh không? Hay tại máy Nhật Quỳnh? Nếu quý vị nghe nhỏ và hơi khó nghe thì quý vị có thể chắc lên để Ngài chỉnh âm thanh lời cho quý vị nghe cho được tốt hơn. Tại vì những vị nào mà dùng máy mà có tai nghe hay là có loa ngoài thì ok, nhưng mà những vị mà ví dụ như Nguyên Trang nè, Nguyên Trang có nghe được không Nguyên Trang? Dạ, con thì con nhìn thấy cả hai máy con, âm thanh của Ngài hơi nhỏ hơn mỗi lần, và dạ, mỗi lần thì rất là rõ. Dạ, con thì thế vậy. À, đó thì con, dạ con là vì đại chúng, chứ bản thân con thì nghe tốt rồi, con không chỉnh chỗ này, con chỉnh chỗ khác thì con nghe được. Nhưng có những vị thì không nghe được, không thể chỉnh được. Dạ, con thì con có nhiều cách xoay sở lắm. Dạ, nhưng con vì đại chúng trong đầu bàn, dạ con cùng thỉnh Ngài có thể chỉnh thêm một chút xíu âm thanh ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa mình kính mời đạo tràng, mời tất cả bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát ạ. Dạ, trong khi chờ đợi, dạ kính chào anh chị Phan Văn Điêm vừa vào đạo tràng. Dạ, rồi Nhật Quỳnh thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu rồi. Dạ. Nhật Quỳnh đọc, nhà có gì thì Nhật Quỳnh đọc xong, nếu mà có câu hỏi tiếp tục thì kính mời Sức Trần Đạo và có thể làm tiêu giả cho Ngài. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Khi cận tử mà có điềm xấu, có hai quan điểm. Một, cho rằng nếu người đó có chánh niệm tỉnh giác đủ mạnh thì họ không bị ảnh hưởng bởi điềm xấu đó. Hai, cho rằng lúc đó vì động lực của họ rất yếu, chỉ còn 5 thay vì 7, nên họ bị mê, họ không làm chủ được tâm, cho nên sẽ bị điềm xấu có ảnh hưởng tạo nghiệp tái sanh. Tương ứng, kính xin sư giảng giải quan niệm nào là đúng theo giáo lý. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài, kính chào huynh kinh như chào đạo tràng. Nam Mô Bích Tha giá, kính bạch chế tông hay giá, kính thưa chào quý vị. Quý vị nghe âm thanh chúng tôi có đỡ không? Bởi vì cái máy này nó thuộc lại thứ thiệt rồi, thành ra chỉnh được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Chứ còn muốn nó giống như cái máy mới thì thôi, chờ đợi kiếp sau. Thật sự hai cái điều mà gọi là điểm xấu, điểm gì, cái đó nó không có đúng đâu. Bởi vì thường thường cái lộ mình gọi là cả lộ cận tử đó, nó khoảng từ nửa tiếng tới vài giây thôi. Mà khi lộ cận tử là các động tóc luôn luôn là 5 động tóc, trong cái chỗ nào nó 7 đó, nó còn 7 thì nó chưa vào lộ cận tử đâu. Thì thường thường khi nó vào lộ cận tử vậy đó, thì nó có 3 chuyện nó nói. Thứ nhất là cầm má a râm a ná, Kamma Nimitta Ramana và Kamma Khatita Ramana. Tức là có cái việc gì mình làm mà xưa đó nó hiện ra, nó trạng lại, chứ không phải hiện như trạng lại trong lộ trình tâm của mình. Do năng lực của nghiệp, thì nó nhớ là cái đó là do năng lực của nghiệp. Thí dụ mình sát sanh, thì có những cái chuyện liên quan tới cái sát sanh đó, nó gọi là Kamma Ramana. Còn cái phụ của đó gọi là Kamma Nipitta Ramana đó, rất là mình thí dụ mình sát sanh thì mình thấy cái dụng cụ để mình sát sanh,
hiện ra, hoặc là thấy chúng sanh bị giết đó, nó dòm mình, nó la hay nó hả hồng làm này làm nọ, giống như nó nhát mình vậy đó. Thì cái đó là phát sanh do nghiệp hết đó. Còn cái niêm biết cuối cùng gọi là các tỳ ta đâm ná đó, tức là trạng thái của cảnh giới. Ví dụ mình thấy tối thui, mình thấy lửa cháy xung quanh mình, hay là mình thấy cái trong kinh nói là cái bụng của bà mẹ, mà không biết mình thấy cái bụng là thấy như thế nào, thì cái đó miễn bàn, chỉ nói theo kinh điển mà thôi. Thì những cái đó là những cái nó làm cho cái tâm của mình đó không điều chỉnh được, nếu mà cái nghiệp xấu nó vô. Thành ra khi cái người mà thường thường cái người mà gần gần có gần cái trạng thái đó đó, thường thường theo đời là người ta nói là nên mời mấy ông sư, mấy đồ tùng niệm hậu niệm gì em xong đó, xin lỗi gì chứ cái đó nó không có lợi gì hết đó. Thứ nhất chưa trong sư đó ông nhận là hậu niệm cho mình, mà sao ông chết sao mình, mà chưa chắc lúc đó mình biết mình chết ở đâu để ông tới ông thấy là bởi cái chết đó, nó có 4-5 chuyện để mà mình không biết được chết ở đâu, lúc nào, ban ngày, ban đêm, sáng, trưa, chiều, tối, trong bệnh viện, ngoài đường, trên máy bay hay là tàu chìm, cái đó không biết. Thì cái ông nào mà ông nhận lời hậu niệm chú vị đó là ông đó tào lao, nói lời không thật, bởi vì không ai biết được cái đó đó. Thì bây giờ cái chuyện quan trọng là chuyện mình tự hậu niệm cho mình, có thể mình học một số cái đoạn kinh, nhiều kinh Pháp Cú học theo những cái vị giỏi biết tiếng Bali, học để tụng cho trúng, và cái nghĩa của nó chính xác, cái nghĩa chính xác của đó. Thì khi bất cứ lúc nào chứ không cần đợi phải cần tử gì cả, nửa khuya thức dậy mình thấy nhức đầu, thấy qua mặt, chóng mặt gì đó, thì dùng cái câu đó để làm cái pháp hộ niệm gì chứ mình nghe tụng cái đó liền. Tụng cái đó đó thì khi mình nó rơi vào một trong ba cái cảnh tướng này nè, thì lúc đó nhất cái tâm mình nó vẫn là tâm thiện, bởi vì mình đã tụng liên tục từ đó đó. Lỡ lúc đó là lậu cần tử quốc sanh đến nhất, là nó vẫn là ảnh hưởng của tâm thiện. Chứ còn nếu mà lúc đó mình nghĩ là ông sư đó ông hứa ông hộ niệm cho mình, bây giờ ông có biết mình đang rơi vào tình trạng cần sự hộ niệm hay không là chết. Cái thứ hai đó là ông có thần thông, ông ngộ nhà, ông biết để ông tụng cho quý vị ông đâu nghe được, thấy không? Thành ra cái quan trọng là mình làm tạo ảnh hưởng cho mình, là mình tự hộ niệm cho chính mình trong mọi trường hợp, bằng cách chuẩn bị trước khi nào có trạng thái bất cứ, có thể là chưa phải là cái thời gian cần tử, nhưng mà khi mình nhức đầu nửa khuya, mình thức dậy có chuyện gì hết, bất cứ nơi nào mình cảm thấy mặt mày trắng dáng gì em sùm đó, là mình cứ ngồi lại tĩnh tâm tụng cái đó liền, còn cả đứng chỗ nào đó cũng tĩnh tâm tụng được như thường, để làm cho cái tâm mình nó luôn luôn ở trong thiện pháp. Mà khi nó ở trong thiện pháp như vậy đó thì cái lậu cần tử chắc chắn lúc đó thế nào nó cũng là thiện pháp. Nhưng mà tới trường hợp mình lúc đó thiện pháp nhưng mà ác pháp mình nhiều quá thì sao? Thì thí dụ thường quý vị là mình đi cái cảnh xấu, nhưng mà cảnh tốt vậy nó cũng ngắn hạn thôi. Ví dụ như bà Hoàng hậu Minh Lý Ca đó, bà làm thiện pháp nhiều quá, nhưng mà có lần bà nó láo ông chồng tới chừng chết, qua đi vẫn đi địa ngục như thường, nhưng mà đi có 7 ngày thôi, đi 7 ngày là trồi lên. Chứ còn nếu mà mình rớt đó cái khả năng mình chắc ở 7 kiếp trái đất thì có, chứ 7 ngày là không có. Nói chuyện là chuyện để mình lo cho mình, chuẩn bị cho mình làm thế nào để chết cái tâm thiện. Thì giống như chúng tôi nói nãy đó, Đức Phật dạy những cái mà làm cho niệm phát sanh đó, niệm dân Đức Phật, niệm dân Đức Pháp, niệm ân Đức Tăng, niệm về pháp bố thí mình đã có, và cái quan trọng nhất Đức Phật dặn là niệm về sự chết. Bây khi mình niệm về sự chết, cái những cái trạng thái đó nó phát sanh, người mình không mất bình tĩnh. Còn cả đời mình không niệm gì sự chết, mình thấy mình nghĩ tới cái trạng thái đã chắc chắn chết rồi, thì cái chuyện gì xảy ra? Cô vợ ở nhà còn trẻ, mấy đứa con còn bú, tài sản trong ấy nhiều, còn nhiều, nói nhiều đó là đủ biết như vậy, đâu biết liền gì đâu, thấy không? Hồi hỏi những cái đó mà nó còn trong cái sự lo lắng của cái tâm cái gì, thì hỏi cái lậu cần tử cái gì là cái gì?
chắc chắn phải là ác pháp rồi đó. Mà khi lộ cận tử ác pháp thì đi đâu? Chia tăng sẵn cái lý thể đú gá tị bà tị căn khả. Lộ cận tử mà động tóc là ác pháp, bốn đường ác đạo là nơi chúng sanh nó sẽ đi tới. Chia tăng à sẵn cái lý thể su gá tị bà tị căn khả. Nếu lộ cận tử là thiền pháp sanh đó được đi về cõi an vui. Thành ra mình nên chuẩn bị để mình hộ niệm cho chính mình trong mọi trường hợp. Thì cái lậu cường tử có những cái điều mình tra cho là xấu xiết này kia sùm đó, cái phần trăm nó rất là thấp. Bởi vì mình không biết cái nghiệp xấu nào nó theo cái đủ mạnh hay không. Chứ nếu mình theo mà không đủ mạnh thì gần trước khi cái lậu cường tử phát sanh mà tới tâm mình vẫn là thiện pháp thì hy vọng mình sẽ thoát được chứ không phải không. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy giá, dạ có lẽ trần đạo không có trước mái rồi. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, dạ con thấy định tuệ song tu đã kính tri ân sư rồi, dạ đã trả lời câu hỏi của định tuệ song tu và kính cảm ơn định tuệ song tu đã cho câu hỏi. Và con thấy câu hỏi tiếp của chức đắc cuối cùng tiếp theo theo câu hỏi của định tuệ song tu và thầy trả lời thì dù chết lúc có tâm thiện nhưng nghiệp làm trong quá khứ vẫn phải trả, phải không thầy? Nam mô Bích Tha giá và con kính dân mít đến ngài. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn mẹ và kính thưa chư quý vị, nghiệp nó có nhiều cách nó trả quả lắm. Mình trong đời quá khứ mình làm thiện pháp không có, ác pháp không có, thì chắc chắn kiếp này nếu thiện pháp nó cho thì ác pháp nó chờ lại chứ nó không đi đâu cả. Nhưng mà quý vị nên nhớ một điều á, khi mình làm nghiệp ác thì cái kiếp này mình chỉ có hai chuyện để làm thôi. Một là tránh nó, hai là dịch. Mình tạo nghiệp rồi đó, trốn hoặc dịch mà thôi. Thì trốn bằng cách nào? Tạo nhiều thiện pháp để nó chạy theo không kịp. Kiếp này ráng cố gắng tạo nhiều thiện pháp thì cái nghiệp ác mình đã làm mong muốn nó chạy theo không kịp. Thứ hai là dịch, là dịch lúc nào? Khi cái thiện pháp mình đã đầy đủ, tức là thiện pháp ở trong tâm đạo, trong siêu thế đó. Nếu mình tạo vào tới mức đó thì gọi là dịch. Tại nhất sơ đạo phát sanh thì mình tất cả các ác pháp nào mà nó gửi cho mình đi bốn đường đạo là mình dịch hết. Bởi vì cái bậc sơ đạo đó, đất bắt đạo thành bậc sơ quả đó, không còn đi bốn đường ác đạo nữa. Bây giờ cũng vậy, chắc chắn là mình cái tâm thiện nó cho cái quả kiếp tới này nè. Thí dụ lộ cận tử mình đi vào phát sanh, cái tâm thiện thì nó giúp cho mình đi sanh về cõi an vui. Nhưng mà về cái cõi mới mình dễ vui là cái thằng ác nó dẫn theo nó lôi lưng như thường. Nó lôi lưng như thường chứ không phải là nó sợ mình đâu, nó lôi lưng như thường đó. Mà nhiều khi mình làm cái nghiệp mà thiện mà nó quá mạnh đi nữa, nhưng mà người bác nó theo kịp, nó vẫn tó mình như thường. Trường hợp như ngài Lô Sơ Cà thì xả thể ra, tức là học trò ngài Xả Đi Phụt đắc tứ thánh quả rồi, nhưng mà tới cái ngày cuối cùng trước khi nước bạn mới ăn được bữa cơm no mà thôi, còn đi từ mình cả đời đói đó. Hay là khi mình tạo pháp là nó theo, dầu rằng mình là ông gì đi nữa, nghe là ông tứ thánh quả, là ông tứ tiệt rồi đó, nó vẫn theo, nó giận như thường. Thành thôi quý vị đừng có kinh thường nó. Thành ra trong đời sống mà mình không biết giáo pháp, chuyện đó mình còn đổ thừa được. Nhưng mà khi mình gặp được giáo pháp Phật, mình ráo gắng mình tạo rất học rất nhiều và tạo rất nhiều thiện pháp để làm gì? Thứ nhất là trốn tránh nó. Và nếu mà đủ duyên lành để mình có thể mình dứt được thì dứt luôn. Còn không, tới ngày nào đó mình dễ vui là nó theo, nó giật mình liền. Thành ra quý vị đừng có bao giờ mình nói nó mình ngon hơn nó, không có ngon gì đó. Mình giọt mình nó chạy theo không kịp, nhưng mà nó súng nha, nó chạy hoài nó được theo mình hoài đó. Chứ chúng tôi thí dụ là mình đang đi có hai con chó, chó đen chó trắng, nó theo là vậy. Chó trắng tượng trưng cho thiện pháp, chó đen là ác pháp. Hay lúc nào mà con chó trắng mà nó chậm lại là con chó đen nó vượt lên là nó táp vô mông mình liền. Hoặc ngược lại, nếu mà con chó đen nó chưa đủ sức thì con chó trắng nó dẫn được theo để nó cản đường chó đen để mình chạy hoài được, đi hoài.
mà với điều kiện đi tới là phải tạo thiện pháp mới đi tới được. Còn không, mình không tạo thiện pháp, mình đứng lại hoặc mình tạo pháp, tức là mình đi lùi, là nó theo nó giật mình liền. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thủ, sa thủ. Dạ, không biết chiếc lá cuối cùng như thế nào rồi. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Trần Đạo. Còn hỏi thêm không? Dạ, con thấy tri ân ngày rồi. Dạ, cảm ơn Thầy chứ. Dạ, và Nhật Quỳnh cũng thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu, nhưng cho phép Nhật Quỳnh hốt cái câu của Như Cánh Chim Trời ra trước nha. Tại vị này đưa lên trước, nên Nhật Quỳnh xin phép đưa trước. Nhưng mà Nhật Quỳnh thấy hình như là Như Cánh Chim Trời đưa câu hỏi hơi dài, nên bao thoát nó không có cho hết. Đã, Nhật Quỳnh chỉ thấy tới ví dụ tròn rồi. Vậy là Nhật Quỳnh không biết là đã hết câu hỏi của Như Cánh Chim Trời hay không. Và nếu còn thì tiếp tục cát lên. Nhật Quỳnh chỉ đọc được tới đó thôi ạ. Dạ. Câu 7. Thưa Ngài, con nghe quý sư. Dạ rồi. Nhật Quỳnh thấy câu tiếp của Như Cánh Chim Trời. Cho Nhật Quỳnh đưa nó vào trong này. Nhật Quỳnh đưa ra từ từ đọc chứ còn dài quá thì nó không có, anh thoát nó không có cho. Và cũng đọc dài quá thì cũng không đọc được. Dạ. Để cho Nhật Quỳnh đưa lại từ từ nha. Dạ, con xin được đọc ạ. Dạ, mến chào Hồng Ngọc Nguyễn Đông. Câu 7. Thưa Ngài, con nghe quý sư dạy về những quả phước của sự bố thí. Con hiểu và rất muốn được làm phước để hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc mình. Nhưng hiện tại con đang khó khăn về tài chánh, không có bố thí vật thực, bố thí vật chất được, thì con ráng sắp xếp thời gian để tu tập bát quan trai vào các ngày trai giới để hồi hướng phước cho những người thân của mình, có được hay không thưa Ngài? Vì con nghe quý sư giảng dạy phước của thọ bát quan trai đúng nghĩa cũng rất cao quý, và Ngài cho con hỏi thêm. Dạ, cho Nhật Quỳnh 30 giây để đưa bài học ra. Ví dụ trong tháng các ngày bát quan trai con bận làm việc, nhưng thường con được nghỉ 3-4 ngày liên tục trong tháng. Con tận dụng các ngày đó thọ bát quan. Bát quan trai có được không thưa Ngài? Và do các ngày đấy thường không rơi vào ngày trai giới, thì sự thọ bát quan trai của con vào các ngày đó có phước gì không thưa Ngài? Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài chỉ dạy dùng câu hỏi của Như Cánh Chim Trời ạ. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự không phải bố thí không, bởi vì nó có tới 10 cái phương pháp tạo phước đó. Rồi đánh lên nét đánh cho 10 phương pháp tạo phước thì họ sẽ liệt ra như là cái gì đó. Thì bố thí chỉ là một chuyện mà thôi. Thì trong 10 phương pháp thứ mình có thể làm được rất nhiều chuyện, chứ không phải tới 10 chuyện để làm. Nó đều có phước hết á. Còn cái chuyện bố thí thì mình ở cái chỗ mình nhiều khi nó kẹt quá là mình không có làm được. Chỉ có mấy cái nước theo Phật giáo truyền thống ngày nào chưa tăng cũng để bát thì họ cứ họ dù rằng họ làm mỗi ngày ít nhưng mà họ làm liên tục, ngày nào cũng làm, thì nó giống như kiến thở lâu đầy thổ, nó có năng lực như thường. Còn mình lâu lâu tháng rảnh 1-2 ngày tới chùa dân thì so với cái năng lực mà bố thí vậy đó, dù mình có làm lớn đi nữa nó cũng bằng không bằng cái người mỗi ngày mỗi làm, dù rằng mỗi ngày họ chỉ dâng cho 1-2 ông sư mà thôi. Thì bây giờ đó mình một trong 10 pháp thước mình có thể làm được bất cứ lúc nào.
Còn trong trường hợp mà mình không có hiểu để làm đó, mà thì mình chỉ biết giữ giới không á, thì cũng phải học chi cho nó đàng hoàng để biết thế nào là phạm, thế nào là không phạm. Thế giữ giới nó không phải là cái chuyện mà dễ làm, nó cũng khó khăn lắm. Nhưng mà khi mình rảnh thì mình phải tới chùa, bất cứ cái chùa nào mà họ có chỗ cho mình ở đó đúng 24 tiếng để mình xin thọ bát quan thì được, cũng được chứ không phải không. Bất cứ ngày nào chứ không cần thiết gì. Cái đó, bởi vì thọ bát quan nó có nhiều cái chi nó rất quan trọng. Thành ra mình ở nhà nhiều khi nó không được trong sạch đúng mức, nó không được hoàn hảo. Thành ra quen cái chùa nào mà họ có chỗ ngủ để cho mình, để mình thanh tịnh, mình cứ tới đó mình xin ở một ngày, tới đó trước khi mặt trời mọc rồi vô xin thọ tám giới. Ngày hôm sau mặt trời mọc lên xin xả giới để thọ lên năm giới, dù vậy cũng được chứ không có gì mà không được cả. Nhưng mà chúng tôi khuyên nên coi 10 phương pháp tạo phước đó, cái nào dễ và tiện cho mình thì mình lên làm thường xuyên thì nó dễ hơn. Đó, chứ không phải phải chờ lâu lâu mới tới ngày giới hay trúng cái ngày mình muốn mình mới làm được. Thật sự mượn pháp ước làm lúc nào cũng được, không cái này cũng cái nọ ha. Nghĩa là không ít thì nhiều, có thể làm liên tục trong vòng quá tháng được. Nên hướng nó cũng nhiều, thì nên tập cái cách đó hay hơn là chỉ lựa ngày nào đó hoặc cái lúc nào rảnh để thọ giới mà thôi. Thì chúng tôi khuyên như vậy. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con thấy cánh chim trời đã tri ân ngài rồi. Dạ, để cho con mất được cái bài của cái câu hỏi của định tuệ song tu. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, định tuệ song tu kính xin sư giải thích sự khác nhau trong việc thực hành quán niệm hơi thở. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, thở ra và an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, thở ra. Dạ, con dạ, định tuệ song tu kính ngài giải thích cái câu hỏi của định tuệ song tu. Con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thực hành về hơi thở nó có 5 chuyện để nói. Chuyện thứ nhất, hơi thở là đối tượng của thiện chỉ. Thứ hai, hơi thở là đối tượng của thiền minh sát niệm thân. Thứ ba, hơi thở là đối tượng của thiền minh sát niệm thọ. Thứ tư, hơi thở là đối tượng của thiền minh sát niệm thân. Và thứ năm là hơi thở của thiền minh sát niệm pháp. Thành ra mình phải nghiên cứu cho nó đầy đủ rồi mình mới có thể thực hành được. Chứ còn bây giờ mình nói cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, thì cái cảm giác toàn thân đó có thể nó nằm trong niệm thọ cũng được, nếu mà mình có cái khả năng về cái đó. Nhưng mà chữ toàn thân ở đây đó được dịch như sập hơi giá, tức là toàn bộ hơi thở. Toàn bộ hơi thở không có nghĩa là mình cảm giác toàn bộ hơi thở lúc đó, mà chỉ biết cái lúc mà nó tiếp xúc vào cái lỗ mũi mà thôi. Bất cứ liệu nào trong lỗ mũi hoặc là cái môi trên của mình, nếu mình thuộc loại mà môi rãnh thở ra thì cái chỗ đó nó có cái sự xúc nó nhiều đó. Thì tùy theo cái chỗ đó chứ không ấy rồi nó đó. Còn cái mà thở ra vô an tịnh rồi này kia đó, nó có những cái loại tâm sở nó chen vô đó, thì có thể là niệm tâm, niệm tâm hoặc niệm pháp chừng. Thành ra chúng tôi không rõ là hành thiền thở tới đâu. Thành ra những cái loại câu hỏi này nên hỏi về thiền sư mà dạy mình cái niệm đó cho nó chắc ăn. Tại vì mình mỗi ngày mình hành thiền mình phải trình pháp, thì trình pháp họ biết mình, ông sư thiền sư đâu biết mình tới đâu. Cho người không hỏi ngang vậy chúng tôi không biết quý vị đang ở đâu mà cái chỗ đó như thế nào, là chúng tôi không chỉ nói sơ sơ vậy được. Chứ còn nó chỉ rõ ràng thì cái sự thật nó nhiều hơn sự đúng, thành ra chúng tôi thường là không dám trả lời những câu hỏi liên quan tới là như vậy. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam Mô Thầy giả, Nam Mô Thầm Mà giả. Con thấy định tệ xâm tu kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của họ Ngọc như cánh chim trời hỏi ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Câu 1. Thưa Ngài, con nhớ trong phần sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, có một giữ gìn truyền thống gia đình. Gia đình con ở quê, mỗi khi giỗ ông bà hay giỗ họ đều giết mổ heo gà rất nhiều và bia rượu. Con góp ý không được, vì đó là thông lệ từ xưa giờ của gia đình dòng họ. Và không riêng nhà ai mà cả làng cả xã đều thế. Nên các ngày đó con thường không về, chỉ gửi chút tiền hay hoa quả xong âm thầm về chùa cúng dường trai tăng để hồi hướng ông bà. Thế là con được gán cho cái tội tu gì càng lúc càng quên ông bà. Như vậy con có mang tội bất hiếu không thưa Ngài? Và con phải xử sự thế nào trong các trường hợp ấy? Và con kính dâng bích đến Ngài ạ. Nam mô Phật Tà Dạ, kính bạch chư tôn hề dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, gia đình của người Á Châu mình phần đông nó có cái nó không có được tiện lợi cho cái người nhỏ trong gia đình mà có ý kiến mà xây dựng hơn. Bởi vì thường hồi nhỏ chúng tôi thường hay nghe đó, mày là con tao, tao đẻ không mày, mày không được cãi rồi này đó. Thật sự trong giáo pháp Đức Phật thì không có cái đó. Giáo pháp Đức Phật nói con người con mà có hiếu đó, không phải là người con nuôi cha mẹ cả đời, không phải. Cái đó chỉ là một phần thôi. Người con có hiếu trong giáo pháp này đó, có 4-5 chuyện phải làm. Thứ nhất là nếu cha mẹ chưa biết giữ giới bố thí gì đó, thì làm thế nào để cha mẹ biết bố thí với giữ giới. Cha mẹ chưa biết làm những trường hợp như thiền hay là cái này cái nọ đó, thì làm thế nào để cha mẹ biết những cái đó. Cha mẹ là người có tài kiến, làm thế nào cho cha mẹ là người có chánh kiến, thì đó mới là sự báo hiếu cao thượng nhất của người con đối với cha mẹ. Thì bây giờ trong hợp mình nói không được, rất lợi dụng những ngày đó mình mời một cái gì cao tăng nào ở gần đó mà được tiếng tâm đó, thì mời tới để kể trường học của mình. Như vậy là nhờ ngài thuyết cho một bài hay là ngài khuyên cái gì đó, thì có lẽ cái lời khuyên của cái vị cao tăng đó đó sẽ giúp cho gia đình nhiều hơn là mình ra mình nói ha. Mình nói nhiều khi là không khéo rồi đi bệnh viện để chữa cái bệnh sưng mặt nó không chừng ha. Thành ra phải tìm những cái người nào có khả năng để mình nhờ họ nói cái đó dùng đó. Còn những trường hợp mà không xử sự được như vậy đó, thì cái trong lúc những cái ngày đó mình không có nơi gửi tiền gửi bạc gì giúp cả. Nhưng mà trong những cái ngày khác mà nó không nhầm trong những cái chuyện mà mổ heo giết gà bia rượu này kia xong đó, mình có thể mình về mình thăm hoặc là mình mua những cái gì quý báu để mình về để mình bày tỏ cái sự nghĩa là báo hiếu của mình đối với cha mẹ vậy thôi. Thì những ngày đó thì nên tránh, bởi vì mình khuyên đã không được mà mình về mình chẳng rạng người ta còn tức mình qua lết gì hết. Thành ra bây giờ giờ hỏi quen những cái chị nào có khả năng nói pháp cho họ, người ta có thể nghe được đó, nên tìm lại lựa một cái cơ hội nào mời cái gì thiết có thể trùng ngày đó không được hoặc ngày khác thì nó tốt hơn, để cho lần lần họ sẽ nghe lại cái vị đó, họ bớt lần lần những cái chuyện mà được gọi là ngày truyền thống ngày gì gì đó xong đó. Nó có nhiều kết quả hơn là chính mình nói là nó không có lợi gì hết, mà nhiều khi mà nó còn có tác dụng ngược. Nam mô Phật Thầy á. Dạ con thấy cái câu hỏi kế tiếp của Như Cánh Chim Trời, nó là chỗ xứ con ở không có chùa Nguyên Thủy thưa Ngài. Câu số 2 là chị con định cúng dường cho một ngôi chùa Bắc Tông đang xây dựng 5 triệu, do chùa đấy là đất của ông bà nhà chồng chị cúng từ thời xưa. Chị có đến hỏi ý kiến con bảo nếu gì để chị không
khó xử với gia đình nhà chồng, vì mẹ chồng hay nhắc nhở khéo thì chỉ cúng 1 triệu thôi, còn 4 triệu chỉ cúng chùa mình hoặc các chùa nguyên thủy đang xây dựng, chứ nơi đó đâu có tôn kính Đức Thế Tôn, giáo pháp cũng không, mà tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn lại càng không, mà chỉ cúng chi nhiều vậy. Con khuyên chị con như vậy là có đúng hay sai thưa ngài, và sẵn tiện xin ngài giảng giải cho con biết là cúng dường cho các thầy hoặc các chùa đang dẫn dắt chúng sanh đi không đúng con đường của Đức Phật mà đi vào con đường ma mị, thì mình có được chút phước gì không thưa ngài? Vì theo quan điểm cúng cho chùa, cho các thầy tu điều phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Mẹ Nhà Kinh Thưa Chư Quý Vị. Nếu khuyên và chị nghe đó thì nói để tiền đó đừng có cúng gì đó, để năm tới năm này đó, dẫn chị gia đình đi lên làm đại dân y chùa Ngọc Đạt chẳng hạn đó, lên xin là đại dân y, cái đó nó phước nhiều, mà sẵn dịp đó có dịp nghe pháp nghe đồ thì nó tốt hơn nha, nó tốt hơn đó. Chứ còn cái chuyện mà mình làm cái đó là mình tổn phước chứ không phải có lợi gì cả, bởi mình là cái nhân để người khác làm bậy. Còn cái chuyện mà muốn làm như vậy đó, muốn làm phước đó, chúng tôi khuyên quý vị nên coi những cái gì nào đang đi học ở các nước theo mà Phật giáo truyền thống thôi. Nên hộ độ những người đó, mỗi tháng cho họ nhiều đó, để cho họ có khả năng họ xây trở học, cho tới hãy về họ vẫn làm được nhiều chuyện hơn. Bởi vì một cái vị mà tu mà đi học thành tài về rồi, sau này gì đó có thể làm được cả ngàn ngôi chùa. Nhưng bây giờ mình bỏ tiền ra mình xây cả ngàn ngôi chùa mà không có những vị sư tài ba đi hoằng pháp á, thì cái chuyện đó cũng vô ích mà thôi. Trước sau cũng nhất tự vị sư, bán tự vị sư, tức là mình lập chùa xong rồi ông sư mở mình, ông mở riêng buồn buồn ông bán chùa mà ông không hoàn tục thì vẫn gọi là bán tự vị sư là vậy ha. Đó, thành ra cái vụ kia đó thì có thể liên lạc với vị sư nào ở gần chùa gần gần đông được, không xa cũng được, mà có phương tiện tết ở Việt Nam dễ mà, thì cái xe tới ngày đó xin đi lên đó làm lễ dân y, thì xin thời pháp của các vị đó. Pháp đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, đi dò hỏi các chùa thì mà có gửi người đi học ở các nước, thì dù Thái Lan, Ấn Điện mà kia đi học đàng hoàng nha, chứ chúng tôi không nói đi qua đó hành thiền vài ba tháng về thành thiền sư đó, thì chúng tôi không có ok vô đó. Học đàng hoàng, học 2-3 năm, 3-4 năm gì đó để về, thì khi mà học về đó họ về họ sẽ làm rất nhiều chuyện, chẳng những cái thế hệ này còn thế hệ sau nữa. Còn cái chuyện cúng chùa về để làm cho chùa lớn chùa ấy rồi thôi, nó không có lợi gì. Bây chùa mà tới đó không được học hỏi giáo pháp, không được biết gì hết thì vô ích, là không nói vô ích. Những cái chùa nào có dạy dỗ có ấy rồi mình tới đó mình xin thọ tam quy ngũ giới, họ dạy mình giữ giới gì đây, là họ dạy thế nào bố thí thế nào, là Đức Phật dạy những cái gì được xong đó, thì cái chùa đó nên tới nên cúng dường. Mà tới chùa đó thì đi vòng vòng rồi về đó thôi, có cúng dường cũng vô ích thôi, bởi vì không có làm lợi gì cho giáo pháp Đức Phật cả. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con thấy như cánh chim trời đã tri ân ngài đã dạy bảo ạ. Dạ, quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình. Dạ, kính mời quý anh chị. Dạ, con thấy câu hỏi của Định Tuệ Sông Tu ạ. Kính thưa sư, tất cả 89 tâm có chung một đặc tánh là biết cảnh. Có phải đặc tánh này chính là thức đại,
tú trong sáu đại không thư sư. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tất cả những cái loại nào được chia sẻ về sao đó, ví dụ như quẩn sư giới đế gì đó mà cái chi pháp của nó là tâm không á, thì cái đó nó có đặc tính là biết cảnh. Thật sự trong chú giải nó hai ba chuyện này, nhưng mà cái đặc tính chính là biết cảnh. Dù rằng nó có tên gọi là gì không cần biết, điều mình nhớ đó, thì nếu mình cái cụm từ đó mà có cái chi pháp là tâm thì là nó cũng có một đặc tính vậy thôi, là đặc tính chính của nó. Còn những đặc tính khác mà được nói tới là tại vì nó dựa vào một số cái tầm sở. Tại vì tầm sở chú giải thì dụ giống như nước màu, đóng màu rồi đó, tâm giống như nước trong, hay mà bỏ vào chỗ nước trong này nó phải có màu theo. Nhưng mà đặc tính riêng của nó là chỉ biết cảnh mà thôi, bất cứ cái gì, nhưng mà biết cảnh gì đó là dựa vào cái tầm sở, không phải là tầm đó. Nam mô Phật Thầy á. Dạ con thấy định tự sâm tu đã tri ân sư ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Như Cánh Chim Trời. Câu 4, bạch ngài, hôm trước con thấy trên Facebook của sư Pháp Hành, nick Facebook là Tình Người Tâm Phật. Hồi xưa sư đó xuất gia tịnh độ sau chuyển qua Nguyên Thủy và nhập hạ năm vừa rồi ở Miến Điện về. Sư đưa hình ảnh Quan Âm và kêu Phật tử học theo hạnh Đại Từ Đại Bi của Quan Âm. Điều đó có đúng trong Phật giáo Nguyên Thủy không thưa ngài? Và có hợp lý với một vị sư Nguyên Thủy không thưa ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Đối với một vị sư Nguyên Thủy thì có một người để mình thờ và mình học theo thôi, tức là Đức Thế Tôn. Còn cái khác thì chẳng bình lề, không có nên để hoặc theo. Có thể có cái bà nào tên Quan Âm mà chúng tôi không biết, nhưng mà có thể có cái bà nào đó mà phát nguyện gì không chừng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình quên cái người mà chính thức cho mình gia nhập cái hàng tư chúng của Đức Phật. Cái thứ hai, khi mà quý vị gia nhập hàng tư chúng Đức Phật, quý vị được thọ tam quy ngũ giới đầy đủ rồi, mà quý vị đi thờ cái gì nào khác, quý vị coi chừng. Không đức thoát quy cũng đức thoát quy, không đức phá quy cũng đức tam quy. Thành là gì nào đi học ở đâu không cần biết, mà về mà có những cái gì mà đi ra ngoài dòng của cái lời dạy mà mình được các nước mà đa số lại người thủy theo đó, thì quý vị nên bỏ ngoài tai đi, đừng đi theo gì đó anh chị mất công. Mình giờ mình không tới là nó sẽ mất công, chảy ra cãi giả lắm. Đừng anh cứ đi, mà đừng tôi cứ đi thôi, chứ đừng có chờ ấy hết. Bởi vì khi Đức Phật ngày trước khi ngài đi nước bàn, nên này chư tỳ kheo, tức là nói chung rằng tới chúng đó, pháp nào ta đã tiền thiết, lực nào ta đã chế định cho các ngươi, pháp và lực ấy là thầy của các ngươi thì Như Lai Niết Bàn. Mà trong 84 ngày pháp gồm cái kinh luật gì về pháp đó, mình không thấy có chỗ nào đề cập tới cái bà đó thì mình cũng nên để qua một bên. Nam mô Phật Thầy á. Dạ con thấy Như Cánh Chim Trời đã kính con xin tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ xin tách chat trên màn hình hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ. Dạ cảm ơn chị Ngọc Bình cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con thấy câu hỏi số 6 của Như Cánh Chim Trời. Thưa ngài, con nghe trên YouTube về lời Phật dạy trong kinh Nikaya của ông thầy Thích Quảng Tánh. Vì nghĩ ổng giảng dạy theo kinh Nikaya là yên tâm, nhưng có đoạn giải thích về phước của người từng bố thí. Thầy đó nói những người
trong đời này được cao sang, giàu có, dư giả tài sản dù bằng hình thức nào, kể cả họ mưu mô, toan tính lừa gạt, thủ đoạn đi chăng nữa, vân vân, thì cũng nhờ cái phước họ đã gieo từ đời trước nên giờ họ mới được nhiều tài sản. Điều đó có đúng theo giáo lý của Đức Phật không thưa Ngài? Dạ, con xin dâng bích đến Ngài. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tổ mẹ và kính thưa chư quý vị. Thật sự ra mình bố thí chắc chắn nó có cái quả của nó. Nếu mà nói về nhân quả không thì có thể nó đúng ha. Nhưng mà còn cái chuyện mà mình định cái gì mà đi theo cái bên cạnh đó thì chưa chắc ha. Nghĩa là cái sự giàu sang của người đó đó là nó do cái quả trong quá khứ. Nhưng mà kiếp này thì họ có thể họ trở thành cái người ba trời ba trận. Nhưng mà mình nói rằng cái người ba trời ba trận đó nhờ ba trời ba trận nó mới giàu thì chắc chắn là nó không đúng rồi. Đó, nó không đúng rồi. Đó. Nghĩa là cái người mình có cái phước giống như mình hưởng cái quả của cái phước cũ. Cái nhân cũ, nhân mình tạo phước cũ giờ nó cho mình cái quả rồi mình có tài sản. Nhưng bây giờ mình mưu mô, mình tạo lao này kia, mình tức là mình tạo cái nhân mới. Hai cái chuyện nó khác nhau, chứ nó không có là một. Đó. Thành ra khi mà mình kiếp rồi mà nó cho quả, mà mình không có tạo một cái nghiệp thiện để mình duy trì cái quả đó, đó cho nó hơn cũ, như cũ, hơn cũ đó, thì trước sau thì nó cũng mất thôi. Cái gì đừng có nhìn đâu xa, có những người trước năm mới làm vào nước dách luôn. Nhưng mà đùng cái ngày đó đi qua đây đi làm cu li chứ không có một đồng dính túi, bởi vì tiền Việt Nam mang theo thì quăng xuống biển giữa đường hết. Thì mình không thể nói là mình làm trời làm ác rồi để mình hưởng tiếp tục. Không, khi nào mình hưởng cái đó mà cái ác pháp nó theo kịp, lúc nào là mình chết lúc đó. Mà mình tạo những cái hành động ba trời ba trận, tức là mình tạo điều kiện để ác pháp nó theo kịp. Mà khi ác pháp nó theo kịp rồi, bảo đảm với quý vị không có người nào mà không rơi nước mắt hết á. Mà nó không chừa ai cả, mình nhớ chuyện đó, nó không chừa ai cả. Thần thông như ngày Mốt Hành La Ná, nó theo kịp, nó vẫn bầm làm tương cự đại như thường. Thì quý vị có nghĩ mình có hơn mấy cái gì đó không? Đó. Thành ra dầu cái kiếm nào cái gì đó mà người nói là nghĩa là không cần chuyển giới, bởi vì kiếp trước nó có quả xài đủ rồi. Nên nhớ chuyện đó, không nên nghe lời những người mà có những cái dạy những cái điều mà đi ngược lại cái nhân quả như vậy. Đó. Cái nhân nó cho quả, nhưng mà nếu mình tạo nhân mới xấu là mình chết. Bởi cái quả nó cho giống mình bỏ tiền trong nhà băng mình xài phải hết, chứ không ai nói mình bỏ tiền là mình xài hoài, trừ phi mình bỏ tiếp để nó sinh lời tiếp. Mà mình bỏ tiếp là mình phải tạo thiện pháp, tức là bỏ tiếp bằng thiện pháp chứ không phải bỏ tiếp bằng ác pháp. Mình vô mình chôm chĩa chỗ nào đó là cái mai mốt nó đưa ra tòa thì cái gì trong nhà băng mình cũng mất hết. Thành ra quý vị đừng có mùng nào ra đi học ở đâu về rồi nói vậy đó, rồi mình cúi đầu mình xả thú giác sơ là mình coi chừng. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con thấy như cánh chim trời đã kính tri ân Ngài. Dạ, con xin đọc câu hỏi của La Vi. Kính thưa sư, tu thiền quán có yêu cầu bắt buộc có được chi thiền lạc trong tầm tứ hỷ lạc định không thưa sư? Dạ, con kính dâng bích đến Ngài. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn thì dạ kính thưa quý vị. Cái đó là tùy theo cái lộ trình của mình đi. Có những người họ không hẳn là tu thiền chỉ, nhưng mà họ nói là tu thiền quán, nhưng mà thường thường cái bước đầu tập niệm là mình lạc vô thiền chỉ. Khi là cái thiền chỉ rồi đó, cái lúc mà cái thiền chỉ nó bắt đầu có năng lực đó, thì mình sẽ thấy năm chi thiền đó thì có người lôi ra xài được, tức là quán năm chi thiền lôi ra xài được. Còn nếu mà cái năm chi thiền nó không rõ thì mình có
có muốn gì cũng không được cả. Còn nếu mà mình hành thiền quan sát mà thuộc loại thứ thiệt mà hành thì chắc chắn mấy cái chi thiền này nó không có rõ, nó có mà nó không có rõ. Bởi vì nó chỉ rõ thì cái lộ cuối cùng tức lộ đắc đạo mà thôi, chứ còn mấy cái lộ trước là những cái sát na định nó có để duy trì cái sự quan sát của tuệ với niệm mà thôi. Thành ra rất là khó là mình thấy những cái mấy cái chi thiền đó lắm. Người nào mà hành thiền chỉ trước thì cái chi thiền nó rất là rõ. Họ thấy họ dùng những cái chi thiền đó để họ làm đối tượng của thiền minh sát thì sao được. Còn nếu ngược lại thì không có gì bảo đảm là mình thấy được cái chi thiền đó cả. Nam mô Phật Thầy á. Với anh chị trong đó, dạ con thấy câu hỏi của Như Cánh Chim Trời. Dạ câu số 3, bạch ngài cho con hỏi, các kinh A Hàm, trường A Hàm có thuộc kinh Nguyên Thủy Trong Tạng Nikaya không thưa ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Thầy, gia kinh bạch chư tôn này, gia kinh thưa cho quý vị, chữ A Kha Má mình dịch là hàm đó, chữ A Kha Má đó là lời dạy của Đức Phật, được sử dụng trong cái thời gian mà Đức Phật còn tại thế, lúc đó là chưa cái vụ mà chia. Rồi sau này khi mà Lâm Môn vô là bắt đầu dịch ra cái tiếng Sanskrit đó, thì các nhà theo hệ truyền thống nó mới dùng chữ Nikaya, cho từ đó về sau là không có dùng cái chữ A-kha-má nữa, ngoài trừ một số bài kinh có đề cập A-kha-má nhưng mà không có dùng để chỉ cho lời dạy Đức Phật. Thành ra chữ A-kha-má sau này là thuộc hệ Bắc Truyền mà thôi. Hệ Bắc Truyền thì nó có hai Bắc Truyền theo Ấn Độ và Bắc Truyền theo Tàu. Thì Bắc Truyền theo Tàu thì nó dùng Hán Tạng rồi nó gọi A-hàm, nhưng mà thường thường là nó không đúng, bởi vì tất cả các tạng mà gọi là A-hàm sau này đó, tức là A-kha-má đó, họ đều dịch ra tiếng Sanskrit hết, chứ không còn tiếng Bali nữa. Thành ra mới có sự phân biệt như cái giá là hệ Bali, còn A-kha-má là hệ Sanskrit, để cho thay rõ hai cái nó khác nhau là như vậy, hai cái khác nhau, chứ không có phải là một. Nam mô Phật Thầy giá. Thấy Như Cánh Chim Trời đã cảm ơn ngài ạ. Dạ với anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ xin mời quý anh chị. Dạ con thấy câu số 5 của Như Cánh Chim Trời. Bạch ngài cho con hỏi, các trai đàn chẩn tế của các thầy Bắc Tông có đem lại phước báo gì cho người thí chủ không thưa ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, chư phước báo đó, tiếng Bali định nghĩa phước báo là Attanang Santanang Sổ Thê Thi Thị Bùn Nhân. Pháp nào làm cho cái tâm được gội rửa, cái tâm cho nó trong sạch thì cái pháp đó gọi là phước. Bây giờ mình cúng đàn chân tế, cái tâm mình đốt ra tâm gì mà gọi là phước, cái nhớ chuyện đó. Tâm lúc đó là mình chẩn tế, mình sợ, một là mình sợ, hai là mình cầu xin cái gì đó thì làm sao mà gọi là phước được. Hai chuyện khác nhau. Thì nhớ phước là cái pháp mà nó cầu rửa cho cái tâm mình nó không còn bờ nhờ nữa, nó được trong sạch đó thì mình gọi là phước thôi. Tức là các loại thiện pháp đó, mình làm cái gì với thiện pháp thì cái đó gọi là phước. Còn cái làm cái gì mà nó không làm cho cái tâm mình nó mê muội hay là nó
sợ hãi rồi này kia cái đó thì không thể gọi là phước được. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ con thấy như cánh chim trời đã tri ân ngài rồi ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì thêm không ạ? Dạ xin chat chat lên màn hình hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ. Xin mời quý anh chị. Alo, chị Nhật Quỳnh có giơ tay không à? Tại nãy Trần Đạo thấy chị Nhật Quỳnh có giơ tay hay sao á? Dạ, kính mời với anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ, xin mời với anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không? Dạ con xin dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn này giả kính thưa chư quý vị. Có cái website sư gửi cô Nhật Quỳnh nó post lên đi, trong đó có cái quyển cư sĩ thực hành của ngài Bố Chân ngày xưa đó. Thì là tóm tắt nhất về cái vấn đề mà để thế nào để trở thành cân sinh nam và sinh nữ trong giáo pháp đó. Quý vị nào mà chưa có rành thì theo đọc cho biết, đã có nhiều bài có quyển sách quý lắm trong cái này nè, có nhiều quyển sách quý lắm. Cái như cái thứ hai nó hình như là thấy cái nít bí ngõ hay gì đây nè. Thì rồi có còn câu hỏi phải không? Không biết ai lưu lại câu hỏi đó thì nhớ là thì post lên một thầy giác. Dạ con xin đọc câu hỏi của Bí Ngôn. Câu thứ nhất là bạch sư cho con hỏi thêm câu nữa. Mình chuyên niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, có năng lực gì giúp cho mình không thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Kính bạch chư giả thưa chư quý vị, niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì không thể đắc định được, nhưng mà nó đối tượng của thiền chỉ.
làm cho cái tâm mình không đắc được cận định chứ phải không, giúp rất nhiều cho cái việc hành thiền minh xứ, hành thiền tứ niệm xứ. Quý vị nào coi trong tăng chi đó, quý vị sẽ thấy tại sao niệm ơn Đức Phật mà có thể đi tới xa. Thì trong chú giải giải thích đó, cái người mà hành thiền thiền minh sát mà tới lúc có những lúc mà nó bị trồi sụp hay nó bị cái gì đó, thì người ta có thể dùng niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng để quán ngăn căn nó, để cho cái tâm nó trở lại bình thường hay nó không còn dao động nữa, thì tiếp tục cái pháp hành của mình để đi tới cái nơi cái điểm cuối cùng, chứ không phải là niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là đi tới cái điểm cuối cùng. Người đó là một trong những cái quý vị nếu quý vị coi cho rảnh này vô coi cái chú giải của cái tăng chi mà nói về niệm ơn một pháp, niệm chân một pháp sẽ thấy rất rõ ràng đó, là một thầy dạ. Dạ con thấy Bí Ngô đã kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Sông Tu. Kính thưa sư, tứ đại là bản của các sắc pháp. Như vậy khi một sắc pháp nào đó diệt mất thì bản tánh tứ đại có bị diệt theo không thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Bạch Chư Tôn này, dạ kính thưa chư tỳ kheo, thật sự tứ đại đâu phải là bản tánh của các pháp. Tứ đại nó là bốn cái pháp, bốn cái loại sắc chính để cho các sắc khác mà nương theo để nó cũng sanh diệt theo cái đó thôi. Tứ đại thì nó cũng sanh diệt nhưng mà nó cũng giống như ông chủ rồi đó, thì mà sanh nó diệt thì các sắc khác hàm hạn bù hạn bốn loại sắc khác đó, nó nương nhờ đó rồi để thành ra mình gọi là sắc tứ đại với sắc y sinh là vậy đó. Nhờ đó thì mỗi cái sắc nó có cái bản chất riêng chứ nó không có phải gì cả, chứ không phải là nó bị diệt vậy đó. Khi nó diệt rồi thì nó để lại cái nhân để cho cái sắc khác tiếp tục từ lúc này cái tâm thái tục của mình cho tới cái lúc cái tâm tử, rồi qua cái tâm thái tục khác rồi nó vẫn tiếp tục vậy thôi, chứ không có nó đâu có ngừng đâu mà nó mất hay nó diệt. Nên nó mới diệt tất cả danh sắc, nó diệt khi nào cái tâm tử của cái tâm bà rí niếp bà ná đó, tâm tử của bậc a la hán này nó mới diệt mất mà thôi. Còn là không là nó diệt đi rồi nó sanh lại, diệt đi sanh lại vô thủy vô chung. Nam mô Phật Thầy Giác. Dạ con thấy Định Tuệ Sông Tu kính tri ân sư ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Như Cánh Chim Trời. Dạ con có hỏi dùm cho em con câu: mẹ em ấy mất từ khi em còn nhỏ, sau đó ba lấy vợ hai, vợ ba rồi vợ bốn. Ba em ấy suốt ngày mắng chửi nhưng em ấy vẫn hiếu thuận, hàng tháng về thăm hỏi, gửi tiền chu cấp cho ba. Nhưng mỗi lần ông muốn chu cấp phải nhiều hơn để ông lo cho vợ sao, hay dùng những lời thậm tệ chửi mắng. Trong trường hợp như vậy thì chữ hiếu của người con đối với cha mẹ phải như thế nào thưa ngài? Và con xin gửi mít lại cho ngài ạ. Nam mô Phật Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Mẹ Giá Kinh Thư Chư Quý Vị. Thật sự là con cái đối cha mẹ nó có ba trường hợp. Con mà nó tới với cha mẹ là con nợ thì cha mẹ nó làm gì thì nó cũng có hiếu. Còn mà nó tới chủ nhân thì cha mẹ sợ nó thấy mồ. Còn cha mẹ nó tới với tư cách bằng hữu thì lúc sợ lúc không. Ngược lại là vậy. Thì bây giờ đó, ví dụ như mình mấy cái người đó em đó muốn quyết định giữ lại cái lòng hiếu thì mỗi tháng chị gửi bao nhiêu đó là bao nhiêu đó, còn cái phần còn lại ông có đòi thêm cũng không có gửi, mà mình cắt
bỏ vô cái chỗ nào để mình xe viên về sau này trong trường hợp khẩn cấp mới giúp. Còn bình thường là bao nhiêu đó đủ xài cho tháng là cứ bao nhiêu đó thôi. Chứ đừng có làm tới, bởi vì có lẽ là mắc nợ mấy bà sau này kiếm chuyện rồi đó, thì cái nó mấy người em đó hiếu vẫn hiếu với cha mẹ như thường, nhưng mà giới hạn cái số tiền đó, số tiền mà gửi hàng tháng bao nhiêu thôi. Muốn gửi thêm là để khi nào thật sự mà cần thiết, thật sự là emergency thì gửi cách đó, không có gửi thì từ từ rồi ông cũng sáng mắt ra thôi, đừng lo ha. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Ồ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh nghe âm thanh trần đạo nhỏ nên chỉnh tới chỉnh lui, lúc nãy Nhật Quỳnh cầm mic thì không ai nghe nên lật chỉnh thôi. Bây giờ nghe được rồi, mừng quá. Dạ, cảm ơn. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời trần đạo nha. Em nghe tiếng chị Nhật Quỳnh rất rõ. Dạ, chị Nhật Quỳnh có nghe rõ không? Nghe rõ hả? Dạ, thì bây giờ xin mời với anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì thì test chat lên màn hình hay là trực tiếp đưa tay hỏi ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, niệm đề mục đất nước, gió lửa xanh vàng đỏ trắng, thì sở hữu niệm đó thuộc sở hữu tịnh hảo. Vậy khi niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thì sở hữu niệm đó có thuộc sở hữu tịnh hảo không thưa sư? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch chư tổ mẹ. Dạ, kính thưa chư quý vị, cái đó thì không có chắc gì là sở hữu tịnh hảo hết á. Sở hữu tịnh hảo là khi nào mình học mình hiểu những cái điều gì thuộc liên quan tới những cái đề mục mà được ghi ra như trong kinh điển á, thì may ra cái sở hữu đó mình đem tới lúc nào đó có thể sở hữu tịnh hảo, nó vô nó làm công việc của nó. Chứ thường lúc đầu là chưa chắc. Nên nhớ cái tâm mình đó, nó biết cảnh, nó biết nhiều cảnh lắm, mà cảnh nào mà đúng. Tại sao ở thế giới này có nhiều chuyện mà các bậc trí người ta không lựa những cái chuyện đó, mà người ta chỉ lựa những cái chuyện mà được tóm tắt trong thành tịnh đạo là tại một thiền chỉ 40 đề mục, thiền minh giác 72, là tại sao ta chỉ lựa bao nhiêu thôi. Nhưng mà cái đó thật sự là nó có thực tinh pháp đi theo, mà cái thực tinh pháp nó mới giúp cho những cái tâm tịnh hảo đó nó hoạt động được. Còn những cái mình để mà nó không có cái gì mà là cái phao để xin dựng, mình em thời gian mình không thấy gì rồi anh cũng đi rửa tội thôi. Thành ra cái gì thì cho nó phải đúng theo cái nhân quả của nó, chứ không có đúng thì mình làm trước sau thì nó cũng chán rồi tự mình bỏ thôi ha. Chứ còn nếu mà nói theo mấy thầy lục tự nhất tâm bất loạn á,
Nếu mà nhất tâm bất loạn thì chỉ đắc thiền, chứ làm sao đắc đắc thiền là đắc đắc minh sát được. Từ từ cái cầu đầu tới cầu cuối là khác nhau rồi. Khi mình niệm được nhất tâm bất loạn thì chỉ đắc thiền thôi, chứ không thể nào đắc cái gì khác cả. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, con thấy định tuệ song tu đã kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Sích Kim. Xin sư giải thích về lộ tâm na tùng lưu hành. Dạ, con kính cảm ơn Ngài. Dạ, con kính xin dâng mít đến Ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Đây là lần đầu tiên chúng tôi biết mấy cái chữ này, là không biết là tiếng tiếng Tàu hay tiếng tiếng Mễ gì không biết, là chịu chưa từng gặp bao giờ. Nam mô Phật Thầy, dạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Bí Ngô ạ. Cho chị em ruột của mình, vì nhân duyên gì đó mình không làm gì đụng chạm hay không làm gì sai, nhưng vẫn gây ra oan trái và thù ghét mình. Như vậy có pháp môn nào tu tập của Đức Phật để mình chuyển hóa trường hợp đó không thưa sư? Vì là anh em ruột nên rất đau lòng mà không biết làm sao. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là pháp Phật thì có nhiều pháp môn tu tập được lắm, nhưng mà mình không có nhiều kiến thức về pháp học. Nhưng mà thường thường trong những trường hợp mà mình quan trái nhau vậy đó, thường thường thì các thiền sư hay các bậc trí người ta dạy mình luyện đề mục rải tâm tư, tức là một trong bốn cái đề mục tứ vô lương tâm đó. Thì mình tập cái đó cho tới khi nào cái tâm mình nó dính được cái đối tượng đó, đó thì mấy cái chuyện này nó bắt đầu là nó bớt, không phải tại vì mình làm cho nó bớt, nhưng mà cái thiền pháp của mình đó, đang làm cái đề mục mà hành thiền rải tâm từ đó, nó có năng lực, thì cái thiền pháp nó có năng lực, nó có thể ngăn cản một số cái điều hoàn trái hoặc là những cái ác pháp mà đang theo đó, nó có thể nó làm cho những cái ác pháp đó nó mất năng lực để nó tiếp tục cho quả. Thì về lật thành tình đạo rồi coi rải tâm từ như rải như thế nào. Sẽ sống nhau tập đi, mỗi người chịu khó vô góc phòng tập thứ thời gian thì nếu mà đúng cách thì chắc kết quả rất khả quan. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, con thấy Bí Ngô đã kính tri ân Ngài ạ. Dạ, quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Xin test chat trên màn hình hay là trực tiếp hỏi Ngài. Dạ, thấy bàn tay chị Nhật Quỳnh, xin mời chị. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Thích Trần Đạo. Dạ, Nhật Quỳnh thấy không có câu hỏi nên Nhật Quỳnh xin hỏi. Dạ, con xin hỏi ạ. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, rất là mừng. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá và bạch Ngài. Rung Phật giáo Nam Truyền, lúc đầu mới cho mở rung cũng có nhiều Phật tử để tâm sự việc của mình. Mà đại khái là câu hỏi của con là như thế này. Thí dụ giờ chúng con lớn tuổi rồi, dạ, vậy là học online chia sẻ chứ không phải câu hỏi phải không, học online? Dạ, dạ chia sẻ thôi phải không? Dạ, dạ thì
ví dụ hàng lớn tuổi như chúng con hàng 60, 70, U6, U70 đó, thì coi như là đến tuổi này thì có nhiều phiền não về con cái. Thí dụ như dính dáng tiền bạc hoặc con cái nó coi rẻ mình như thế này thế kia vậy đó, thì đâm ra có những vị gì uất ức trong lòng thì cũng nghĩ đến cái chuyện quyên sinh. Nhưng có người thì nghĩ lại được thì bỏ qua chuyện đó, còn có người thì quá uất ức thì cũng quyên sinh. Thì ý con hỏi ngài, thí dụ mà chúng con mà bị cái trường hợp mà trái ý nghịch lòng, nhất là con cái nó đối với mình nó bạc đãi này kia kia nọ vậy đó, đại khái như vậy, thì mình phải tu tập như thế nào để mình khỏi phải bị phiền não, khỏi phải bỏ cái thân mạng mình một cách nó vô ích đó, bạch ngài. Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn này và kính thưa chư quý vị, cái chuyện đó dễ thôi, mình đối trị bằng cách mình quán tới cái nghiệp nghiệp quả đi, quả nghiệp của mình kiếp trước chắc mình cũng thứ thứ đó cái này nó theo đó đòi nợ chứ coi đâu. Cái thứ hai đó là cái chuyện mà học cái pháp mà rải tâm từ là nó có nhiều kết quả trong mọi mọi trường hợp chứ không có gì đó, nhất là mình rải cho mình thì cái tâm nó nhẹ lại, rồi bắt đầu mình quán tới những cái nghiệp nào trong quá khứ mình có thể mình không biết chắc chắn nó là cái gì, nhưng ít nhất mà mình cái nghiệp quả mình được cái này là do chính mình làm trong quá khứ cái điều gì đó, chứ không thể nào là mình nói tự nhiên nó phát sanh, không có gì mà tự nhiên hết đó, nó phải dựa vào một số cái điều kiện thì mình sẽ quán xét lại trong cuộc đời mình trong cái kiếp này đó mình từng đối xử với ai giống như vậy thì bây giờ nó phải dính vậy thôi đó. Đó. Mình nghĩa là thứ nhất tu tâm từ, thứ hai quán về nghiệp, và thứ ba là quán xét lại trong cuộc đời của mình đó. Hiện tại này nè mình đã làm cái gì, tức là mình đã làm cái gì nó không có đúng rồi đó thì cái nghiệp xấu nó mới có thể nó theo kịp. Quý vị nên nhớ cái nghiệp mà khi làm rồi nó có bốn ba cái chuyện, nghiệp cho quả trong kiếp này, nghiệp cho quả trong kiếp sau. Có những cái nghiệp này nó là trì nghiệp, có những cái dễ nó là chướng nghiệp, nhưng có những cái nghiệp nó gọi là hổ thì cam, tức là vô hiệu nghiệp. Thành ra khi mà mình những cái gì mình làm trong kiếp này mà mình thấy nó không đúng theo lời dạy của bậc trí rồi đó, mình nên bỏ bỏ lần lần, cố gắng từ bỏ bỏ lần lần, tránh xa lần 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 lần, chỉ làm toàn những cái thiện pháp không mà thôi. Thì một trong 10 phương pháp tạo phước đó thì làm 10 cái đó thôi, làm lặp đi lặp lại liên tục thì tất cả những cái mà ác pháp nó có theo kịp, nó cũng không có theo, bởi nó biết mình không chơi nó cũng thèm theo đâu, cứ tập vậy đó, tập cái đó lần 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 rồi trước sau thì mình cũng sẽ được những cái điều mà như ý thôi. Chứ còn bây giờ mình cứ nghĩ vậy rồi cái mình tự làm hại của mình không có nên. Quý vị nên nhớ cái chuyện nếu quý vị học gì pháp trong phẩm nhị đề sẽ thấy rõ ràng nó pa la tham ma, các pháp làm cho chúng sanh nó trở thành người ác đó, tức là cái tâm mà bất thiện đó, một trong 12 tâm bất thiện nó phát sanh lúc nào á, tức là mình trở thành người ác lúc đó, mà cái người ác thì không thể có cái tâm an lành được thì mình phải nghĩ người ta ác luôn thế vậy đó. Thành ra mà khi mà cái pháp ác nó phát sanh nó làm rất nhiều chuyện mà mình không thể nghĩ bàn. Thứ nhất là nó làm cho cơ thể mình trước sau gì cũng tiều tụy à. Vì biết mỗi lần sân nó là cái người nó nóng rang nhiều báo nó bơm lên đầu vậy là một cái mặt mày nó đẹp đẽ gì nổi xấu quắc à. Mà tại sao mình không chịu mỗi lần sân nha, quý vị biết làm cách nào để chạy vô đưa một cái kiến vô mặt coi có nhận ra mình hay không, hay là thấy ma nào mặt mày đó gai nè đó. Từ 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 mình cố gắng mình đừng có để cho ác pháp nó phát sanh, bởi vì khi mà mình họ giận mình á, họ làm cho mình giận tức là họ làm bậy đi thì họ là người ác, còn mình giận họ tức là mình là người ác, giận người ác thì cái chuyện đó có nên hay không, mình phải là người thiện chứ tại sao mình là người ác thì giận người ác được phải không đó. Thì nó mình tập tập lần lần vậy đó, thì để cho cái ác pháp nó bớt lại bớt lại bớt từ từ thì mấy cái đề tánh khỏi đó, bởi vì khi mình tạo thiện pháp cái quả của nó là chắc chắn là không thể nào là quả xấu cả, là quả xấu cả đó.
Thành ra ai làm gì làm, mình cứ quay vô nhìn lại mình đi. Rồi dùng những pháp Đức Phật dạy như rải tâm từ hay là những cái phương pháp khác, trì giới bố thí gì đó, thì rồi mình cứ làm. Thì dùng bộ cái thiền pháp nó đang có vậy đó, thì tất cả những cái khác từ từ nó không có theo mình nữa đâu. Chứ còn mình mà trân mình lên đây mình sưng sỏ lại kia xong nó là phiền não, mà nó khoái lắm, nó theo đấy, nó chọc mình, chọc giận cái nào cho biết. Như đủ bá thở rồi ha. Là những cái đó là những cái mà quan trái, cái mà làm cho cái ác pháp nó phát triển, là nên bỏ qua, không nên dây với nó làm gì cho mệt. Mình đã biết nó là người xấu rồi thì mình nên học cái pháp Đức Phật dạy, à sẽ quá na chấp pha la năng, tức là không gần người ác là tốt nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú, sa thú. Con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và nhờ mời những câu chết chát. Theo đồng hồ Nhật Quỳnh thì còn hơn 30 phút nữa. Sa thú câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính xin sư hoan hỷ giảng giải giúp con lại vấn đề ngũ song thức chỉ hợp với bảy tâm sở biến hành. Như vậy, khi biết hơi thở, cảnh chân đế bằng thân thức ở nhân trung thì chánh niệm sanh lên trong bảy sắc na động tóc của lỗ. Hai là ở những lỗ ý tiếp theo. Thưa sư, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Mời Trần Đạo tiếp tục nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Cái lỗ ngủ nó sanh làm nhiệm vụ của nó thôi, chứ nó không làm được gì khác cả. Tất cả những cái gì mà liên quan tới sự nhận biết, nhận thức này kia, nó đều phát sanh lên lỗ ý hết á. Còn cái lỗ ngủ thì nó sanh, nó chỉ nhận theo cái phần sự của nó, là nó nhận cảnh đó, là nó chỉ nhận có một chuyện đó mà thôi. Nó không thể làm được chuyện gì khác hết á. Dầu rằng nó có bảy lông tóc hay bao nhiêu lông tóc thì nó cũng chỉ làm vậy đó. Bởi vì cái lỗ ngủ nó chỉ phát sanh một lỗ rồi tới vô lỗ ý liền. Chứ không bao giờ nó phải sanh hai ba lỗ đó. Thành ra khi mình muốn làm cái gì mà cho chắc chắn này, mình phải dùng lỗ ý, mà lỗ ý nó mới phát sanh là liên tục rất nhiều lỗ được. Nhưng mà sẽ dĩ mà nó phát sanh liên tục nhiều lỗ mình làm không được là tại sao? Tại là tại con người mình nó thuộc loại nhị nhân hay là vô nhân gì đó. Mà những cái loại đó, đó những hạng người đó đó, thì cái phá quan khá nó phát sanh giữa hai lỗ trình tâm nó rất là nhiều. Ví dụ như người mà trong chú giải giải thích đó, người biết nhanh biết ngay đó, cái phá quan khá đó, tức là hữu phần giữa hai lỗ trình tâm nó rất là thấp. Ví dụ Đức Phật đó, khi Ngài biểu diễn song thông đó, thì phần phá quan khá giữa hai lỗ trình tâm nó chỉ hai sát na thôi, là lên lỗ mới liền. Thì cứu cái lỗ đó hai sát na phá quan khá lên lỗ mới liền. Còn như Ngài Sariputta đó, thì giữa hai lỗ trình tâm chỉ có 16 sát na phá quan khá thôi, thành là mới trí tuệ mới cỡ đó được. Còn mình giữa hai lỗ trình tâm á, cái phá quan khá nó phát sinh hàng tỷ sát na vậy đó. Thành ra mình nhiều khi mình tào lao hoài mà cái quên hoài là vậy đó. Thành ra khi nào mình muốn biết cái gì đó, biết mà rõ ràng đó, chế định hay là thực tính hay gì cũng vậy, thì phải qua lỗ ý hết đó. Chứ không thể qua là không thể dùng lỗ ngủ, bởi vì lỗ ngủ là automatic, nó chỉ biết cái đó thôi, cái khác không có được. Nó mô phải thay ra. Dạ, con thấy Định Tuệ Song Tu đã kính tri ân sư ạ. Dạ, trong đạo tràng với anh chị có câu hỏi gì không ạ? Xin mời quý anh chị.
mời quý anh chị trong đầu tràng có câu hỏi gì không, tết chat anh là trơn tài trực tiếp hỏi ngài ạ. Chỉ còn có nửa tiếng nữa là hết giờ rồi, và kính mời quý anh chị tranh thủ. Xin mời bàn tay chị Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa câu hỏi lên. Dạ, còn nếu chưa có câu hỏi thì Nhật Quỳnh hỏi. Mà nếu quý vị có câu hỏi thì Nhật Quỳnh xin ngưng câu hỏi của Nhật Quỳnh lại. Và Hồng Ngọc Viễn Đông vào đầu tràng sau hôm nay ngồi êm ru vậy, Hồng Ngọc Viễn Đông không thấy có câu hỏi gì hết vậy. Dạ, Thanh Thủy mới vào có câu hỏi hay không? Thanh Thủy ơi, có câu hỏi không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, bạch ngài, dạ, tụi con học cái diệu pháp đó bạch ngài, thì có cái câu là thí dụ như mình làm tội thì mình có thể bị đọa vào bốn đường ác đạo, thí dụ như là loại bằng sanh. Nhưng con nghe cái loại bằng sanh á thì con không hiểu rõ lắm. Thí dụ nói loại bằng sanh á thì cái loại mà đi bốn chân, nhưng mà con nghĩ là nó hơn nữa, tại vì con thấy cái loại bằng sanh nó cũng rất là nhiều lắm chứ không phải là cái loại đi bốn chân. Và con cũng thỉnh ngài ngài giảng rộng thêm về cái loài bàn xanh cho chúng con được hiểu như thế nào là gọi là bàn xanh. Con kính dân mới đến ngày ạ. Nam mô Bụt Thà Gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, là cái kiểu này là mình nhớ cho dễ hiểu thôi. Bàn là đi ngang, chúng sanh nào đi cái chân sống song song với mặt đất đó, là biết là bàn xanh. Tại sao con chú bàn xanh nó có hai cẳng, bốn cẳng, không cẳng, cả ngàn ngàn, cả trăm mấy trăm cẳng cũng có. Ví dụ con rít là cả mấy trăm cẳng. Hay là con chim này nó cũng hai cẳng thôi. Nhưng mà người thì đi cũng hai cẳng, nhưng mà cái sinh sống là thẳng thẳng gốc với mặt đất. Thành ra bàn là đi ngang, chúng sanh hoặc là đi cái sinh sống mà đi ngang ngang vậy đó thì gọi là bàn sách, tức là những cái loại chúng sanh ở xung quanh mình đó, chó heo mèo trùng dế gì cũng sống đó, nhiều cẳng có không cẳng có cẳng mà đi không lâu mà chỉ bay được mà thôi, thí dụ vậy đó. Hay là không có cẳng mà đi không được mà chỉ có lặn nước bơi tới bơi lui thôi đó. Nhưng mà cái mình nhìn nhất là những loại chúng sanh là loại đi ngang. Đi ngang là đi cái kiểu cái sinh sống nó song song với mặt đất, hiểu vậy là cho nó dễ hiểu. Chứ người mình là đi hai cẳng mà còn trẻ thì đầu đội trời chân đạp đất, mà già một chút là lưng đội trời chân đạp đất, già một chút nữa thì mặt ngó đất chân đạp đất luôn, thì là gần đất xa trời đó, tức là mặt thì cũng ngó đất thì vậy đó. Thành ra nó là cái bản sanh là như vậy, tất cả những cái chúng sanh đi ngang nó có hai loại đi ngang hàng ngang với mặt đất, và đi ngang tức là đi xa rời cái những cái pháp mà cao thượng, tức như niết bàn nha, là đi ngang ngang thôi chứ đi thẳng vô tới nó không được. Nam mô Bụt Thà Gia. Tri ân sư ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, có đoạn kinh này Rohit Tassa Như Lai tuyên bố chính trong thân ngũ uẩn có sự khổ và sự diệt khổ. Như vậy có phải chúng sanh nào cũng sẵn có sự thật tứ đế trong thân tâm, những loại chúng sanh nào không thể có khả năng thấy ra sự thật tứ đế, thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thà Gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, không có chúng sanh nào có cái thân ngũ uẩn nào có tứ đế hay là có gì cả. Bởi vì tứ đế tức là gì,
Đi giá sạc trà, trà tu đi giá sạc trà, tức là cái pháp của bậc thánh mà thôi. Nhưng mà muốn có muốn là bậc thánh thì mình phải tu tập để được làm thánh rồi. Nhưng mà dựa vào cái đó thì thành ra mình muốn thấy cái sự khổ đó, muốn thấy cái sự diệt khổ đó, mình phải thấy nó, mình mới có khả năng làm gì được. Còn này mình không có thấy. Mà không có nghĩa là nó có sẵn, là nhớ chuyện đó, không có nghĩa là nó có sẵn. Nghĩa là muốn thấy được là mình phải qua cái pháp học. Ví dụ như bây giờ mình nói dễ hiểu, với trong pháp học thì nó phải có những cái điều kiện như vậy nó mới gọi là khổ. Nó có những cái điều kiện vậy nó mới gọi là tập, thí dụ vậy. Còn bây giờ mình không học là mình làm sao mình thấy được nó đâu, mà mình nói nó có sẵn, nếu có sẵn thì mình phải thấy chứ. Nó phải có sẵn, hồi có hay không? Không có, mọi có sẵn cũng là không có sẵn. Nhưng mà nó là một tập hợp. Cái tập hợp đó mình phải bắt đầu mình lần lượt mình mò ra từng thứ là mình sắp lại, thì cái này là khổ nè. Khổ đế tức là nếu mình nói theo chi pháp tức là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở trừ tam với 28 sắc. Chứ đâu phải mình nói cái thân ngũ uẩn, nếu mà nó có khổ rồi cái đó nó không có, không chính xác mà cũng không có giúp được mình. Như hồi xưa có người hỏi tôi cái vụ tánh thấy, tôi có thí dụ cái vụ mà Roma rồi đó, bây giờ dùng cái thí dụ để thấy cái này là mình biết nó có sẵn hay không. Cái Roma hay chi đó, nó mình lấy từ đâu ra, tức là mình lấy trong sữa phải không, sữa bò đó. Vậy mình nói trong sữa bò có chi Roma phải không? Không có, phải không? Nếu trong sữa bò có chi có Roma thì mấy ông nuôi bò sao không ra bóp vú bò lấy ra ăn mà đi mua chi cho tốn tiền, phải không? Nhưng mà bây giờ làm sao để mình có Roma chi? Làm lấy cái sữa đó qua một số cái điều kiện, nếu mình làm này làm nọ thì nó lòi ra cái chất đó, thì mình mới gọi là Roma hay là chi là vậy. Thì cái này cũng vậy, trong cái thân ngũ uẩn này mình phải làm thế nào để mình cải móc, mình lòi nó mới lòi ra cái đó cho mình. Tức là nếu mình thí dụ thì cái thân ngũ uẩn hay là cái sữa bò là pháp học, còn cái làm sao để có được những cái đó hay hoặc là cái thân này mình làm sao để mình thấy cái đó là pháp hành. Từ khi nào mình cải ra được cái đó nó mới là pháp thành. Chứ nó không có sẵn bao giờ. Nếu mà nó có sẵn mình thì mình lấy ra cho mình lang thang và cõi sao được hay làm gì. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy định tệ song tu đã kính tri ân sư ạ. Dạ xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Xin mời bàn tay chị Nhật Quỳnh. Dạ sa thủ kính cảm ơn Sức Trần Đạo. Nam mô Bích Thai giá. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời tất cả bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát ạ. Đồng hồ Nhật Quỳnh chỉ còn 20 phút nữa thôi thì là đã hết giờ rồi quý vị ơi, nên kính mong đạo tràng hoan hỷ nhanh tay lên. Dạ cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Trần Đạo. Dạ chưa có câu hỏi con xin hỏi tiếp ạ. Dạ bạch ngài, thí dụ mà con thấy có trường hợp này xảy ra đối với con luôn. Dạ thí dụ giờ có Nguyên Trang nha, lấy Nguyên Trang làm thí dụ cho Nguyên Trang để Nhật Quỳnh nói lòng vòng ngài khó hiểu, ngài rầy Nhật Quỳnh nha Nguyên Trang. Dạ thí dụ như bây giờ con thì không ưa Nguyên Trang. Dạ nói thẳng vậy, không ưa Nguyên Trang, mà trước mặt Nguyên Trang thì con sẽ nói Nguyên Trang Nguyên Trang hay, Nguyên Trang tốt, Nguyên Trang đẹp, Nguyên Trang thế này, Nguyên Trang thế kia, nói chung là nói nhiều cái tốt cho Nguyên Trang. Nhưng khi sau lưng Nguyên Trang á, thì con sẽ nói với người khác là ồ Nguyên Trang nói như thế này, nhỏ nương như thế kia, nó bệnh hoạn hay nó này kia nọ tùm lum hết á. Dạ đại khái vậy. Thì câu hỏi của con á, bạch ngài, như vậy mình có theo người đời người ta nói là bằng mặt mà không bằng lòng,
thì mình có phạm vào giới nói dối không? Và nếu mà mình phạm vào giới nói dối thì mình nên tu tập cách nào để mình tránh khỏi cái tội nói dối này? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá. Kính bạch Thế Tôn hiện giả, kính thưa chị quý vị, chúng sanh hai người mà có quan trái đời nào gặp nhau thì có những cái chuyện gì đó. Thành ra mình thọ tam quy ngũ giới thì mình cứ nghĩa là phải có luôn luôn có tật ý là cái gì không thì không có nói, ngay cả thật cũng không có nên nói. Đó. Trước khi nói phải suy xét cho nói, chúng tôi cũng lặp đi lặp lại nhiều lần, trước khi quý vị nói, trước khi làm, trước khi suy nghĩ, phải suy nghĩ đó. Thì nghĩ trước khi nói, trước khi làm, tại vì mình không suy nghĩ thì mình là nô lệ của lời nói đó về sao. Thành ra cái đó là mình phải tập thấy có tác ý và ngăn ngừa như là cái bốn cái điều xấu của cái miệng mình á, thì mình sẽ bỏ được cái đó rất nhiều chuyện. Có những người đó nói mà nói xa nó gần không. Bây giờ thì tôi kể về nghe có hai cậu bạn gặp nhau, cái chị kia chị ăn mặc chị trang điểm rồi đẹp, cái cậu bạn cô này cô nói là chị lâu lâu gặp chị lúc này đẹp á, nhưng mà chị cái áo chị mà mặc nó rất là xứng với cái mặt của chị, rồi cái đôi giày chị mang nó rất là xứng với cái bộ áo cái quần của chị mặc, rất là cân đối dòm sòm làm cho một cả cái người nghe nó đã quá cười cười vô kể dòng sư cũng nghe. Bởi sao cái người đó người đưa biển ta nói ra ra vô trong nạnh cự với ông sư, nói không phải cự ông sư mà cự với ông sư cái chuyện con bạn con nó tào lao, nó giả dối, hỏi sao giả dối, hôm qua nó nói con vậy con kể sư nghe đó, ông sư cũng đâu biết vậy, ông nói ủa sao giả dối thì nó thấy sao nó nói vậy, sư không biết chứ nó nói cái mặt con thì hợp với cái áo hợp với cái quần hợp với đôi giày, mà đôi giày con qua con giày cao gót vậy nhọn à, nó nói cái mặt con nhọn giống như đôi giày, mà sư cũng binh nó ra thấy không. Mà coi cho cái chuyện của mình nói ra nhiều khi đó để người ta dễ hiểu lầm lắm, thành ra tốt nhất im lặng là vàng, chứ đừng nói ra rồi nó bao nhiêu chuyện mình đã mang tật nói dối, còn là cái lỗi của mình rồi còn làm cho người khác hận thù này kia không xong, thành ra có những cái chuyện nên suy nghĩ có nên nói hay không nên nói. Có những cái chuyện dầu rằng nên nói cũng nên im lặng, thì cũng thì nên im lặng là tốt hơn. Nam mô Bích Tha giá. Dạ sa thú con thành kính tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của con và ngài cho một thí dụ con không nín cười được. Dạ con tri ân ngài là bởi vì ở ngoài đời nín là tốt nhất. Dạ nhà con tri ân ngài rất là nhiều luôn. Dạ bây giờ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu rồi. Dạ con xin được đọc ạ. Kính xin sư giảng dạy phân biệt đối với biệt đối tượng bốn ngoại nghi đi đứng ngồi nằm theo chế định Bành Nhã Tý và theo chân đế Paramattha khác nhau như thế nào? Nam mô Bích Tha giá. Dạ con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá. Kính bạch Chế Tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, thưa quý vị, theo chế định tức là tư thế của mình á, kiểu vậy là gọi là ngồi, kiểu vậy gọi là đi, gọi gì kiểu đứng, gọi gì kiểu nằm, nhưng mà theo chân đế thì chỉ là trạng thái di chuyển theo chiều của chất gió mà thôi. Thì là trạng thái của chất gió di chuyển theo cái chiều nào đó. Còn mình có mới có danh từ đi đứng nằm ngồi, hai cái nó khác nhau vậy. Thường thường chế định là có những chế định có thực tính pháp và chế định không có thực tính pháp, cho đi đứng nằm ngồi theo chế định thông thường chứ không theo chế định có thực tính pháp được. Vậy đi đứng nằm ngồi đó trong cái thế và theo chế định đó, đi là thế động, đứng là thế ngừng, ngồi là thế ngừng, nằm cũng là thế ngừng, thế tức là thế bất động á, chỉ có đi là thế động thôi.
Nhưng mà theo chế định pháp thì cả bốn cái tư hoài nghi đó đều là thế động hết, theo thực tính pháp, bởi vì nó là trạng thái chuyển động của thế gió nên nó đều là thế động hết. Nam mô Phật thầy á. Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Dạ, định tại Sông Tu có vừa ý với cái câu trả lời của Ngài chưa? Dạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, định tại Sông Tu có vừa ý với câu trả lời của Ngài chưa? Cho một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, mến chào Châu Khoan vừa vào đầu tràng. Châu Khoan ơi, còn đồng hồ Dục Quỳnh còn hơn 10 phút thôi Châu Khoan. Châu Khoan có câu hỏi gì không? Có nghe được âm thanh Dục Quỳnh không? Cho Dục Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, rồi. Dạ, Châu Khoan nghe được âm thanh Dục Quỳnh. Dạ, con thấy định tuệ Song Tu cũng tri ân Ngài rồi. Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Dạ, Châu Khoan có câu hỏi không Châu Khoan? Châu Khoan có câu hỏi cho Nhật Quỳnh mà một tín hiệu đi, Nhật Quỳnh gửi mic lại cho Châu Khoan hỏi ạ. Châu Khoan có câu hỏi không? Dạ, đạo tràng còn câu hỏi không? Dạ không luôn hả? Dạ, dạ Ngài cho con hỏi một, tiếp một câu nữa. Dạ bạch Ngài, vừa rồi con nghe Ngài giảng giải với một vị nào đó con không có nhớ rõ lắm. Nhưng mà nói ở bên Thái Lan đó có những chùa Nam truyền và cũng có những chùa Bắc truyền do nguyên nhân gì đó. Thì con thì trước giờ con cứ suy nghĩ Thái Lan là nước Quốc giáo, có nghĩa là Nam truyền không à. Mà bây giờ con nghe Ngài nói là có chùa Bắc truyền. Vậy con vừa rồi con cũng qua Thái Lan, nhưng mà con cũng đi được vài chùa thôi, con không có đi được nhiều chùa. Dạ, đi được nhiều chùa nên con cũng không hiểu. Thí dụ mình đi qua bên đó, mình nhìn cách như thế nào để mình biết chùa nào là Bắc Tông mà chùa nào Nam truyền. Và rồi những vị mà những chùa Bắc Tông đó bạch Ngài, người ta có đắp y không? Những vị sư đó có đắp y không? Hay là mặc đồ theo những vị thầy bạch Ngài? Và con kính nhân mít đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con ạ. À. Nam mô Phật Thầy và kính bạch Chư Tôn này và kính thưa chư quý vị, mấy chùa Phật Tông đó thì dễ hiểu lắm, họ mặc quần áo chứ không mặc y. Nhưng mà hồi cái thời ông vua thứ năm đó, ông lên đó, thì ông cho cái mấy ông sư một cái bộ y, nhưng mà họ chỉ dùng cái y để họ quấn vai thôi, họ phát lên vai giống như mấy ông sư nguyên thủy mà phát cái y tăng và lê vậy thôi, chứ họ không có mặc thôi, tụi quần với mặc áo giống như bên Quốc Tông rồi, rồi họ phát y phía ngoài vậy thôi, y xếp lại chứ không mở ra, xếp lại phát vậy thôi, để cho biết là cái đó là cái hệ Bắc Tông. Nó có hai hệ, thứ nhất là An Nam Ni Cai Giá, tức là từ Việt Nam qua. Còn hệ bên kia là Chin Nikaya Giá, tức là từ bên Tàu qua. Thì cái khoác ngoài thôi chứ không có mặc giống như sư Nguyên Thủy. Thì nếu mà đi xuống Chai Nam Thao thì có cái chùa Việt Nam rất nổi tiếng, đó là chùa Mông Khôn, tức là chùa rồng, có con rồng phía trước, nó làm con rồng bự lắm, chùa rồng. Nhưng mà bây giờ hết rồi, bây giờ là toàn Thái không à. Hồi xưa đó là chúng tôi qua đó thì còn ông sư Việt Nam, ông thầy Việt Nam là ông thầy giác gì đó, thì ông mới chết cách đây mấy năm rồi, cả nhà ông thầy cuối cùng chết, ông đó qua từ thời cái hệ đó qua từ thời vua Gia Long đó, thì cái người cuối cùng thì thôi bây giờ là toàn mấy ông Thái ở không à, chứ không có ông ấy. Nhưng mà họ vẫn mặc y theo kiểu đó, họ cũng tụng nó chùa rồng đó, chùa đó chùa Phật Tông á. Thì mà ông thấy dầu rồng mấy ông cũng mặc giống như vậy, nhưng mà ông cũng tụng theo cái kiểu A Di Đà rồi này kia ông sùm đi, chứ không có tụng theo cái kiểu như thế.
có hai chuỗi đó. Thành nó vô cái chỗ Chinatown, tức là giống chợ lớn của mình đó, thì còn mấy cái chùa đó, nhưng mà cả nước Thái như còn 15, 16 cái chùa Việt Nam vậy đó, mà toàn Thái ở không à. Nhưng mà cách mà y với tụng kinh này nó khác đó. Nhưng mà ở Bangkok thì ở chỗ Yaowarat, tức là Chinatown đó, còn cái chùa là chùa Rồng. Đó là Anam Nikaya đó, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, sa thú con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy cho con. Dạ, hèn chi mà cái hôm mà con đi đến cái chùa Rồng đó, thì con thấy cái cách thờ, và con vào đó thì con thấy nó lạ lạ, nó không có giống như những cái chùa nguyên thủy. Và con đi vòng vòng, con cũng có đi vòng vòng. À, bây giờ Ngài nói con mới biết đó là, mà tại vì con không có vào cái giờ tụng kinh nên con không biết, mà con chỉ thấy cách thờ, rồi người ta bán hoa, bán đèn này kia, người ta biểu mình đem vô cúng, đem vô cúng xong rồi thì con thấy này, có người lại đem ra ngoài để bán lại lần nữa, bán nhiều lần đó bạch Ngài. Đó, thành ra con thấy vậy con không có rõ lắm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ, và dạ, Nhật Bình xin trả lời với Bí Ngô Bí Ngõ về đây là tại vì Nhật Bình biết Phật giáo nguyên thủy này rất là mới mẻ, nên Nhật Bình mong ước những nước Phật giáo của Nhật Bình có dịp bước chân một lần, nhưng mà chưa đủ. Dạ, chỉ đi được có vài chỗ thôi. Bí Ngô ơi, dạ, chứ còn không có đi được nhiều đâu. Dạ, bây giờ thì đồng hồ Nhật Bình chỉ còn mà có mấy phút nữa thôi quý vị. Dạ, kính mời bàn tay quý vị có thể đưa lên và đưa những câu chết chát đi quý vị, để không còn thời gian được bao lâu nữa đâu. Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, không có câu hỏi, hỏi tiếp. Dạ, để không để mất thời gian quý báu. Dạ, tại vì cái đầu con nó không có được tốt lắm đâu về giáo pháp, nên mà trống giờ là con hỏi. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang, không để trống giờ. Cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nguyên Trang có câu hỏi không? Có câu hỏi thì đưa bàn tay lên đi Nguyên Trang. Hỏi hỏi một vài câu đi. Đã giờ vô đầu thằng chàng ngồi im ru à. Không có chịu hỏi han gì hết. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con xin hỏi Ngài. Tại vì Ngài cũng biết rồi. Thời gian gần đây, nước Mỹ xảy ra nhiều cái chuyện mà về súng bạ đạn đó. Coi như là nhiều người mà chết vì súng. Xin nghe, ngồi nghe đi. Dạ, thì trong lúc con thấy nhiều cái sự việc như vậy đó, thì con nghĩ ra một điều, con xin Ngài chỉ dạy cho con. Thí dụ, cái người mà chế tạo ra súng, rồi cái người bán súng, rồi cái người cho phép mua súng, rồi cái người gây ra án mạng, dạ, những người này có liên hệ với nhau về tội sát sanh không bạch Ngài? Và hay là chỉ cái người mà tự tay bắn người ta giết người ta thì là mới mang tội sát sanh bạch Ngài? Nam Mô Bụt Thầy dạ, con kính nhân mít đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Cái đó có khi mang tội sát sanh có khi không, vì tội sát sanh thì nó có buộc bao con chuyện nó nói đó, tự mình giết biểu người khác giết, cung cấp phương tiện để người khác giết và ca tụng cái thành quả sự giết đó. Nhưng mà cái chuyện này cũng thì có nhiều chuyện mà nói có thể là bị, có thể không bị. Thí dụ người chế con dao ta bán tùm lum nữa đó, nhưng mà lâu lâu có người xách dao đâm ta thì không thể nói là công ty chế dao là có tội được. Thì chế súng cũng vậy, thì lọt vào những cái trường đó. Thí dụ mình mua súng mình cho cái ông đó, mình nói dùng cái này đi để thấy nào mà chấn giật nó cho nó thất kinh đi, cái đó thì nếu mà nó sắp đi bắn người ta thì nó bị, bởi vì mình có tác ý là việc đó. Chứ còn không mình bán theo kiểu business nữa, nó mua nó tự vệ thôi, mình cứ bán thôi vậy, thì cái tư tưởng mà như vậy thì không có phạm, không có phạm. Bởi vì phạm hay không là do tác ý của mình đối với cái chuyện đó mà thôi, chứ còn đối với khác thì không có, giống như dao cũng vậy. Thành ra bây giờ mình nói là phải ngăn cấm đó. Bây giờ cái người nó tạo quan trái nó giết nhau, giờ mình ngăn cấm nó không cho nó mua súng, mai mốt nó mua dao nó cũng giết nhau vậy.
không mua dao không có, nó mua cung để nó đi bắn là cũng bắn nhau thôi vậy. Thành ra cái đó là mình nói bị hay không bị là do ăn thua tác ý của thằng cha bán hay là thằng cha mua cho nó ha. Chứ còn cái thằng làm business thì nên nhớ là mấy lúc sau này mới bị những cái chuyện đó là do cái hậu quả chứ không phải là cái nhân nữa rồi. Cái nhân nó có súng cả bao nhiêu ngàn năm nay mà nó đâu có gì, mấy trăm năm nay thì nó đâu có ăn thua gì đâu nó. Bởi vì ăn thua cái tác ý của cái thằng cha làm ra cái súng từ đầu thôi. Đó, thì trong thời chiến tranh thì có một số cái hãng nó làm đối với cái tác ý sát sanh thì có. Thí dụ như là lính đi bắn cái loại súng đó ấy, nó nghĩ tới cái loại súng mà cho nó ngon lành rồi bắn bách phát bách trúng rồi này game sòm thì cái tác ý đó thì bị. Còn nếu không này giống như là chạy súng ba súng nhờ lật giặt để cho tự về hoặc để đi bắn cho này kia sùng nó xong phải đi bắn người thì mình không thể nói nó có tội được. Nên đó tùy theo mỗi trường hợp nó khác nhau chứ nó không thể một trường hợp mình nói cho nhiều trường hợp á được. Nó một vết thầy á. Con Thành đã chỉ dạy cái câu hỏi của con và con cũng cứ thắc mắc nha. Bây giờ thì ngài dạy thì con hiểu được rồi nha. Nam mô Bích Tha giá và đạo tràng. Còn câu hỏi không cho một bàn tay đi quý vị. Chị Bách Ta ơi, có câu hỏi không chị? Chị Bách Ta có câu hỏi không thì cho Nhục Quỳnh một tín hiệu. Nhục Quỳnh gửi mic lại chị à. Dạ Quỳnh, Đào Quỳnh có câu hỏi không? Xú cá chạy ra chạy vào có câu hỏi không xú cá? Dạ đạo tràng, hôm nay con mở hàng bị ế giờ chót rồi. Dạ thường giờ chót thì có rất nhiều câu hỏi mà bây giờ câu hỏi giờ chót thì rất ế. Cười. Dạ thôi thì con hỏi một câu nữa. Dạ bạch ngài, ngài giảng cho con hiểu thêm về cái câu mà thân đau nhưng mà tâm không đau. Tại vì thường á, hãy thân đau thì cái tâm mình biết, mình thấy nó đau. Nhưng mà làm sao để mình thấy được là cái thân đau mà tâm không đau, mình tu tập cách nào một ngày. Thí dụ như sắp chết đi thì nó đâu còn tâm nữa đâu, thành ra nó mới không biết đau. Còn như con đi, bây giờ con còn sống đây. Ồ Nguyên Như vào đầu tràng. Nguyên Như có câu hỏi không Nguyên Như? Mình chào Nguyên Như. Nguyên Như có câu hỏi không? Là hỏi câu chót đi Nguyên Như. Như có câu hỏi không, đưa bàn tay lên. Nhục Quỳnh nhường mic nè. Nam mô Bích Tha giá. Nguyên Như có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Có câu hỏi không? Dạ không có thì thôi Nhục Quỳnh hỏi tiếp nha. Thì giảng giùm con, ví dụ như làm sao mà mình tu tập được để cách nào mà cái thân mình nó đau mà cái tâm mình không có đau. Tại vì cái thân con nó hay đau lắm bạch ngài. Dạ con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thân mình nó đau mà cái tâm đau theo là tại vì mình không có khả năng quan sát những cái trạng thái đó. Bởi cái thân ngài có thần cũng đau đó. Mà bậc thánh này thì bậc A La Hán đau tại sao có tâm nó không đau? Nhưng tại qua cái chiều dài của sự tu tập thành ra cái tâm mà chấp này chấp cái kia nó không có đau. Không phải nó không đau, nhưng mà không có chấp vô cái đau. Gọi là không đau, tức là mình tập đi, ví dụ mình tập thiền hay là mình tập niệm Phật cái gì cũng được. Là khi nào đau thì mình cứ mình niệm tụng kinh lễ bái tâm bảo hay là mình ngồi quán một cái đề mục nào đó thì cái tâm đó nó ở trong đó chứ nó đâu còn ở trong cái chỗ đau nữa, thấy không? Tại mình không biết, không tu tập để điều khiển cái tâm mình theo ý mình muốn được, thành ra cái tâm nó cứ nó dính vô cái chỗ mà mình đang bị cái đó thành ra mình mới đào theo cái thân của mình. Cái thân là chuyện bình thường, bởi vì vậy nó học diệu pháp biết mà thân thọ khổ, thân thọ lạc thì cái thân thọ khổ là nó phải đau, nó phải có chuyện. Mà khi nó có chuyện rồi đó, mình không có giữ được cái tâm mình nó cách thăng bằng thì nó phải bị vậy rồi, chứ không thể nào không bị được. Thành ra mình phải tập một số cái điều kiện này mình đối trị nó. Thí dụ mình tụng những cái bài kinh mà thí dụ như bài kinh Thất Giác Chi hay là bài kinh Khí Ma Nanh Đá rồi này kia sùm nó, thì khi nào có chuyện mình cứ mình tụng tụng vậy thì cái tâm mình nó có đối tượng làm sao nó thấy đau được.
cái chuyện dẻo nhất trong hệ mà của ngài Ma Si xưa đó, mỗi lần đau tại sao họ nói niệm đau à, niệm đau à, có người ta niệm ta hết đau, không phải niệm đau à đau là hết đau, nên nhớ chuyện đó. Nhưng mà khi mình niệm được đau à rồi thì cái tâm mình nó có cái đối tượng khác, tức là chế định cái đối tượng là chế định là đau 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 đó, thì nó quên cái chỗ đau kia đi, nó không không còn dính vào cái chỗ đau kia, chứ không phải là làm sao hết đau được. Cái tâm cái thân này là không có thể nào hết đau được. Thành ra bây giờ mình cũng tập cái cách đó để mình đối trị, bằng cách mình học thuộc số cái bài kinh, thì có gì mình cứ mình tụng cái đó quán quán, hoặc là mình những cái 10 pháp niệm đó mình niệm về từ thí cũng được, hay là đi năm rồi đi là bảy dân y, thì mình nghĩ đó mình niệm thì cái tâm mình ở trong cái đối tượng đó, làm sao nó dính mắc vô cái sự đạo nhất của mình được. Thành ra nên tập như vậy cho thường thường, ngày nào cũng nên tập một cái đề mục cho chắc chắn, là từ những cái đề mục mà Đức Phật khuyên mình đó, tức rải tâm từ niệm ân Đức Phật Đức Pháp, hay là hành thiền tứ vô lượng tâm với niệm gì sẽ chết, thì đó là những cái đề mục mà làm cho con người của mình đó, nó dính vô những cái đối tượng đó rồi là nó không còn chết, còn chưa sợ chứ không nói đau. Thành ra quý vị cứ ráng tập đi đi. Còn những cái gì không biết quý vị nãy đó, chúng tôi có đưa cái web đó ra, vô cái web đó tìm cái quyển cư sĩ thực hành của ngài Bửu Chân đó, lấy xuống coi để biết sau này có đi làm cho đúng như người ta chứ không làm rồi cũng như không. Gặp Diêm Vương thì ông còn phán cho ông câu nó mệt. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hèn Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị, tất cả phước báo nào Phật sanh nhờ sự pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả cần sinh ạ. Chư Tôn Hèn Giả cũng cần sinh ạ, vì sinh nghĩ trong đàn này có được cơ hội để chấm dứt các áp phân ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Phá hoa tu sập bà măng khả lăng rác hẳn tu sập bà đê vá ta sập bà vô thà nu phà huê ná sà đa sò thi phá hoàn tu tê. Phá hoa tu sập bà măng khả lăng rác hẳn tu sập bà đê vá ta sập bà thăm ma nu phà huê ná sà đa sò thi phá hoàn tu tê. Phá hoa tu sập bà măng khả lăng rác hẳn tu sập bà đê vá ta sập bà sẵn khà nu phà huê ná sà đa sò thi pha hoa đề. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Thầm Mại Gia, Nam mô Sang Kha Gia, Nam mô Rạch Tịnh Nạch Tây Gia Sa. Dạ sa thủ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi cho chúng con, để chúng con tiến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn Gautama, để chúng con được sự lợi ích hiện tại, sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và chúng con cũng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến giới quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, nhiều kính kính cảm ơn, xin chào. Kết quả cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình mời quý vị cùng với và đó thì cùng với Nhật Bình hồi hướng quả phước đã tạo được trong ngày hôm nay, do ngài đã trời cũng không còn quý sư tăng đạo tràng nên ngài thấy vậy ngài đã chúc phúc, nên cùng với Nhật Bình sám hối sau khi thính pháp và sau đó là hồi hướng. Dạ cảm ơn Thủy Ngọ, Hà Thị Ngọc, chị đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn đạo tràng. Uột tà măng ghê nà quanh đê hăng ba đà phản xâm và ruột tà măng buột thề dô khá li tô đổ sô buột thô khá mà tù tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu đành đế vi trần dị chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sách tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê nà quanh đê hăng thẩm manh chà đưa quỳ thăng và răng thẩm mê dô khá li tô đổ sô thẩm mô thẩm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo,
Cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng sẵn khanh trà đưa vi thô ta măng. Sẵn khê dô khá li tô đổ sâu sẵn khô. Khà mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo. Cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni hoa ya ni quán ta li khê ta tha ga tăng đê và ma nô sư bụ di tăng bụ thăng nam ma sa na sư hoa thì hộ tư dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni hoa ya ni quán ta li khê ta tha ga tăng đê và ma nô sư bụ di tăng thăm mang nam ma sa na sư hoa thì hộ tư dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni quả gia ni quả anh ta lịch khê ta tha ga tăng đê và ma nô sư bụ chi tăng sẵn khăn nam ma sa na sư quá thi hô tu hạng phu ta nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phu ta nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hồi hộp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chữ thiên cùng nhân loài thường hay cúng dường cầu xin được hoặc sanh thành lời hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hồi hộp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hồi hộp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp, thính pháp, thảo luận Phật pháp, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời đế thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chùa Chân Lý Thiền Đường và tất cả chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm duyên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân nipanat sabat cha yo ho tu, ý đăng quân nhân nipanat sabat cha yo ho tu, ý đăng quân nhân nipanat sabat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quang lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến giới quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc nhà Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rung Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai
Quang Lâm vào room theo giờ thường lệ là 3 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ room có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư Tôn Đức Tăng Ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng quý anh chị em hữu đã hỗ trợ cho room Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha giá con kính quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin phép xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh của chư tăng Tích Lan tụng, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cái room. Và dạ, Nhật Quỳnh kính chào tạm biệt đạo tràng và cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã đặt ra những câu hỏi cũng như xích trần đạo đã hỗ trợ làm thị giả cho ngài. Dạ, Nhật Quỳnh rất là cảm ơn quý vị. Dạ, xin phép được xuống mít ạ. Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.